Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 168. Thật sao, vậy thì tiếc quá. Chiêm Văn Bân không khỏi cảm thấy đáng tiếc, lắc đầu cảm khái, đồ Nhật ở đây rất ngon, mua từ đảo quốc với giá cao, nhất là sashimi cá hồi, lại càng tuyệt hơn. Các ngươi nên nếm thử một chút. Thế thì có gì phải tiếc nuối chứ? Lúc này, Ninh Thụy Thần đã bỏ dậy, làm như không có việc gì ngồi đối diện với Chiêm Văn Bân. Thản nhiên nói, thứ được nuôi bằng nước thải hạt nhân, người không sợ ăn vào sẽ biến dị sao? Chiêm Văn Bân mỉm cười, liếc nhìn Ninh Thụy Thần một cái, người trưởng thành hơn không ít, bị đánh thì đã biết thu liễm lại. Ta chỉ khinh thường đánh với ngươi mà thôi. Ninh Thụy Thần hừ lạnh một tiếng. Hắn ta tự biết mình không phải đối thủ của Chiêm Văn Bân, quyết định không lãng phí thời gian ở phương diện này, nhưng ngoài miệng cũng không nhận sợ. Đúng là vịt chết thường mạnh miệng. Đã nhận sợ, về sau ngươi nên chú ý một chút. Nếu để cho ta nghe thấy ngươi chỉ trích ta nữa, đến lúc đó sẽ không có kết quả tốt như bây giờ đâu. Đúng, ta nhận sợ, nhưng ta thích nói thì nói. Ninh Thụy Thần mặt dày nói, có gan thì ngươi giết ta à? Chiêm Văn Bân lạnh lùng hỏi lại, ngươi cho rằng ta không dám. Vậy thì ngươi ra tay đi, chứ đừng ở đó múa mép khua môi. Ninh Thụy Thần to gan lên. Nhìn Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, chị và anh rể của ta đều ở đây, ngươi ra tay thử xem. Xem ra, ngươi một chút cũng không tiếp thu được bài học. Nụ cười của Chiêm Văn Bân vẫn ấm áp như gió nhưng vẻ khinh bỉ trong ánh mắt lại càng đậm, lần sau, nếu ngươi không câm miệng của mình lại, chỉ sợ sẽ không bị đánh đơn giản như vậy đâu. Ninh Thụy Thần cười lạnh phản bác, ta cũng không phải thuận miệng mà nói, chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Những chuyện mà ngươi làm còn cặn bã hơn cả cặn bã, bại hoại hơn cả bại hoại. Ngươi muốn chết sao? Chiêm Văn Bân cau mày, sát cơ nổi lên, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Vậy thì ngươi giết thử một chút đi. Ninh Thụy Thần đưa cổ ra, chị của ta và anh rể đang ở đây, ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh đó à? Đừng làm rộn, Ninh Nhụy Nhụy gõ vào ót Ninh Thụy Thần một cái, sau đó nói với Chiêm Văn Bân. Vừa nãy là em trai ta nói năng mạo phạm ngươi, nhưng ngươi cũng đã xả giận rồi, việc này bỏ qua đi, như thế nào? Chiêm Văn Bân cũng không ra tay, chỉ tươi cười nhìn Ninh Nhụy Nhụy, nếu Ninh tiểu thư đã nói như vậy, ta đương nhiên sẽ không có ý kiến. Tuy nhiên, bây giờ tâm trạng của ta rất không thoải mái, Ninh tiểu thư có cách nào khiến cho ta vui vẻ trở lại không? Ninh Nhụy Nhụy cau mày, rõ ràng hiểu được một loại ám chỉ nào đó trong lời nói của người này. Mặc dù đã sớm biết hắn ta không phải loại người tốt, nhưng dám công khai nói những lời như thế, quả thật có chút càn rỡ. Ngu ngốc, người muốn chết. Hạ Thiên không khỏi trừng Chiêm Văn Bân một cái, người dám đánh chủ ý vào nữ nhân của ta. Chiêm Văn Bân giang hai tay, có chút không hiểu nói, Hạ Thiên sinh, người nói như thế làm ta khó hiểu quá. Người đánh chủ ý lên nữ nhân của ta thì được, ta chỉ trêu chọc Ninh tiểu thư một chút thì không được sao. Vợ tiếp viên hàng không cũng là nữ nhân của ta, chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Hạ Thiên nói, nàng là vị hôn thê của ta, 9 giờ tối nay sẽ tổ chức lễ đính hôn. Chiêm Văn Bân cười lạnh nhìn Hạ Thiên, khóe miệng hơi nhếch lên, cho nên, Hạ Thiên sinh, ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ một câu, cái mà mình không muốn thì đừng làm với người khác. Ta chẳng quan tâm cái gì muốn hay không muốn, người không ra người. Hạ Thiên không có hứng thú đi tìm hiểu cái đạo lý đó. Vợ tiếp viên hàng không hoàn toàn không muốn gả cho ngươi. Lễ đính hôn tối nay cũng sẽ không tổ chức được đâu, bởi vì ngươi sắp chết rồi. Chiêm Văn Bân hoàn toàn không để ý lời nói của Hạ Thiên, chỉ cười hỏi, xem ra ngươi đến là để quấy rối. Ta chưa từng quấy rối. Hạ Thiên đáp, ta chỉ thích nói đạo lý với người khác thôi. Vợ băng băng vẫn luôn nói với ta, phải lấy lý phục người. Đúng là buồn cười, Chiêm Văn Bân cũng lười nhiều lời. Chỉ tay vào Hạ Thiên, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi lần cuối. Nhiếp Tiểu Lý là nữ nhân của ta, ngươi cách xa nàng ấy một chút, tốt nhất đừng nghĩ cái mà mình không thể. Nếu không, ta bóp chết ngươi chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Hạ Thiên chỉ đáp lại một câu, mấy tên ngu ngốc thì thường hay nói nhiều. Ngươi, Chiêm Văn Bân như muốn bùng nổ, ngươi đừng khiêu chiến giới hạn thấp nhất của ta. Hậu quả các ngươi không thể chịu đựng được đâu. Đủ rồi, Nhiếp Tiểu Lý có chút không chịu được đựng, nói với Chiêm Văn Bân, Chiêm Văn Bân, người có thôi đi không?
Ngươi sắp xếp người khác giám sát ta mỗi ngày thì thôi đi, ngươi quản đông quản tây ta, ta cũng nhịn, ngươi đem cha mẹ của ta ra uy hiếp ta, ta cũng chịu. Bây giờ ta chỉ ăn cơm với mấy người bạn của mình, ta cũng phải ngại ngươi sao? Chiêm Văn Bân thản nhiên đưa mắt nhìn Nhiếp Tiểu Lý, bởi vì ta không thích, như thế là đủ. Nếu ngươi là nữ nhân của Chiêm Văn Bân ta, tâm của ngươi, người của ngươi, tất cả mọi thứ của ngươi đều là của ta. Lời nói, cử chỉ của ngươi phải lấy ta làm trung tâm. Tiệc đính hôn còn chưa diễn ra, cho nên lần này ta sẽ tha thứ cho ngươi, nhưng không có lần sau đâu. Ta chính là thánh chỉ của ngươi, ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ điều này. Nếu ta không nhớ thì sao? Nhiếp Tiểu Lý không thể nhịn được nữa, phản bác một câu. Chiêm Văn Bân chậm rãi đứng dậy, một tay đặt lên cổ Hạ Thiên, sau đó đột nhiên đập xuống bàn. Bành! Cái bàn sụp đổ. Nhưng vạn lần không nghĩ đến, người bị quẳng xuống đất lại chính là hắn ta. Sao? Biểu hiện Chiêm Văn Bân trở nên mờ mịt, nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên mỉm cười nhìn hắn ta, tên ngốc người đúng là kỳ lạ, không có việc gì chơi lại thích đấu vật, còn tự quẳng mình xuống đất. Ha ha ha, còn muốn chơi, kết quả bản thân ngã như chó đập cứt, ngay cả bàn cũng bị đập vỡ. Ninh Thụy Thần lại càng không từ bỏ cơ hội trào phúng, phình bụng cười to. Sắc mặt Chiêm Văn Bân tái xanh từ dưới mặt đất đứng lên, ánh mắt vô cùng âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Thiên, tốt, rất tốt. Xem ra ngươi chán sống thật rồi, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong lúc Chiêm Văn Bân đang định bạo phát, bỗng nhiên có mấy bảo tiêu vội vã chạy đến, lớn tiếng kêu lên, đại thiếu gia, lão gia có việc gấp tìm ngươi, bảo ngươi quay về nhà một chuyến. Xem như ngươi gặp may mắn. Chiêm Văn Bân cố đè nén nộ khí trong lòng, rất nhanh khôi phục lại khí độ ung dung, tuy nhiên, vào bữa tiệc tối nay, tốt nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi. Nếu không, ngươi tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Chiêm Văn Bân quay người rời khỏi nhà ăn. Chỉ là đi chưa được hai bước, bỗng nhiên hai mắt hắn ta tối sầm lại, cả người té ngã xuống đất. Đại thiếu gia, ngươi sao vậy? Đám hộ vệ kia không khỏi hoảng hốt. Vội vàng đưa Chiêm Văn Bân nhanh chóng rời đi. Ninh Thụy Thần nhìn thấy, liền giơ ngón tay lên với Hạ Thiên, anh rể, làm tốt lắm. Tên cặn bã này tốt nhất nên chết đi, nếu không, sẽ tiện nghi cho hắn ta. Có liên quan gì đến ta? Hạ Thiên nhếch miệng, quay sang nhìn Nhiếp Tiểu Lý, tiếp tục khuyên nhủ, vợ tiếp viên hàng không, ngươi nên suy nghĩ lại đề nghị của ta. Ta có thể giúp ngươi giải quyết tất cả phiền phức. Chỉ cần ngươi đồng ý làm vợ tương lai của ta là được. Nhiếp Tiểu Lý không khỏi bật cười, chỉ hỏi, bữa cơm này còn ăn được nữa không? Ăn, vì sao lại không ăn? Hạ Thiên nói. Nhiếp Tiểu Lý gọi nhân viên phục vụ quét dọn nhà ăn lại. Lần này thức ăn mang lên nhanh hơn một chút, không đến mức phải ngồi nói chuyện lâu. Chấm. Chiêm Văn Bân vừa ra khỏi khách sạn, cơ thể đột nhiên tốt lên. Hắn ta phất tay đuổi bảo tiêu. Ngồi trong chiếc xe sang trọng của hắn ta rời khỏi khách sạn Quế Thành. Tuy nhiên, sau khi lên xe, hắn ta lập tức gửi tin nhắn cho sát thủ A Sai, tất nhiên là yêu cầu hắn ta đến khách sạn xử lý Hạ Thiên. Hắn ta thật sự không cách nào chịu đựng được việc Hạ Thiên còn sống trên đời, cho dù chỉ là một ngày. Cho nên, đêm nay hắn ta nhất định phải xử lý Hạ Thiên. Bằng không, hắn ta sẽ không chịu nổi. Nửa tiếng sau, Chiêm Văn Bân đã đến biệt thự Chiêm gia. Trên đường đi, hắn ta cũng thuận tiện phỏng đoán mục đích cha gọi hắn ta về nhà. Bình thường, cha hắn ta gọi cũng chỉ vì chuyện kinh doanh, hoặc chuyện gia tộc, nhưng gọi hắn ta về lúc này, quả thật có chút nhạy cảm. Chẳng lẽ vì chuyện của Chiêm Thiên Thiên? Chiêm Văn Bân xác thực có suy đoán như thế, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, hắn ta không hề lộ ra sơ hở gì. Hơn nữa, ban đầu hắn ta cũng không nghĩ đến chuyện giết Chiêm Thiên Thiên, chỉ là trời xui đất khiến náo loạn Ô Long mà thôi. Điều chỉnh lại bối rối trong lòng, gương mặt Chiêm Văn Bân lại nở nụ cười, chậm rãi bước vào trong biệt thự. Vừa bước vào, hắn ta nhìn thấy Chiêm Cao Hạc, còn có vợ nhỏ của ông Mã Khiết Thần đang ngồi trong phòng khách, biểu hiện có chút không vui. Cha, dì nhỏ, mọi người đều ở đây à? Chiêm Văn Bân lên tiếng chào. Mọi người gọi con về ăn cơm chưa sao? Mã Khiết Thần đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Chiêm Văn Bân. Chiêm Văn Bân, ta hỏi ngươi, Thiên Thiên đâu? Thiên Thiên, gương mặt Chiêm Văn Bân lộ ra vẻ kinh ngạc,
mấy ngày nay ta không gặp nó. Nếu gì nhỏ muốn tìm nó, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho người đại diện của nó không được sao? A Mai mất tích rồi. Mã Khiết Thần hận thù nhìn Chiêm Văn Bân, thiếu chút nữa mắng to, bảo tiêu của Thiên Thiên cũng chết sạch, có phải là ngươi phái người làm hay không? Ngươi nói đi. Chiêm Văn Bân bày ra vẻ mặt oan uổng, bắt đầu kể lể, gì nhỏ, ngươi thấy ta giống loại người đó sao? Nói thế nào Thiên Thiên cũng là em trai của ta. Chiêm gia đến thế hệ này, nhân khẩu vốn không thịnh vượng, tại sao ta lại có thể làm ra mấy chuyện đó chứ? Không phải ngươi thì còn ai vào đây nữa? Mã Khiết Thần thấy biểu hiện của Chiêm Văn Bân không giống như đang giả vờ, không khỏi có chút nghi hoặc, đến bây giờ Thiên Thiên sống chết không rõ. Nếu nó có chuyện gì, ta tuyệt đối không xong đâu. Dì nhỏ, ta thấy ngươi nên báo cảnh sát đi. Chiêm Văn Bân lập tức đưa ra chủ ý, điều tra càng sớm càng tốt. Mặc kệ đối phương là cướp hay là cừu gia, kịp ứng đối mới là thượng sách. Mã Khiết Thần vẫn hoài nghi nhìn Chiêm Văn Bân, thật không phải ngươi làm. Ta có thể thề độc. Chiêm Văn Bân đưa tay trái lên, ngón trỏ và ngón giữa thẳng hướng lên trời. Nếu Chiêm Văn Bân ta tổn thương Thiên Thiên, vậy hãy để ta thất khiếu chảy máu mà chết. Cái này, Mã Khiết Thần cũng biết tính cách của Chiêm Văn Bân, cực kỳ kiêu ngạo và tự phụ. Có thể khiến hắn ta phát ra lời thề độc như thế này, rất có thể không phải hắn ta làm. À, ngươi chảy máu kìa. Trong lúc hoài nghi của nàng ta đối với Chiêm Văn Bân chuẩn bị tiêu tan, nàng ta lại thấy thất khiếu Chiêm Văn Bân chảy máu. Lúc này, ngay cả Chiêm Cao Hạc cũng nhảy dựng lên, Văn Bân, ngươi thế nào rồi? Chiêm Văn Bân vẫn còn chút nghi hoặc, đưa tay quẹt mũi, bàn tay toàn là máu, đang định há miệng nói cái gì đó. Phốc! Lập tức, miệng hắn ta phun ra máu tươi, ầm ầm ngã xuống đất. Sát thủ A Sai đã đến khách sạn Quế Thành. Hắn ta dĩ nhiên không phải đến ăn cơm mà là đến giết người. Mục tiêu vẫn là Hạ Thiên như cũ, hơn nữa do đích thân Chiêm Văn Bân đưa ra chỉ thị, còn gửi cho hắn ta một tấm hình. Tấm ảnh có bốn người, hai nữ nhân có chút rõ ràng, một nam nhân cũng lộ mặt, một nam nhân khác chỉ lộ có phần nửa phần lưng. Mà người chỉ lộ nửa phần lưng chính là Hạ Thiên. Cũng không phải Chiêm Văn Bân không dám chụp toàn thân Hạ Thiên, mà tất cả những tấm ảnh chụp khác đều trở nên trống không, chỉ còn lại tấm ảnh này. Nhưng một tấm cũng đã đủ. Huống chi, trong lòng A Sai cũng đã có đối tượng hoài nghi, chỉ là lúc này vừa vặn xác nhận lại một chút mà thôi. Trước đó hắn ta đã thất bại qua một lần, khiến cho người tự xưng là đệ nhất sát thủ Đông Nam Á như hắn ta cảm thấy rất mất thể diện. Lần này, bất luận như thế nào cũng không thể thất bại. Nếu không, hắn ta làm sao mà kiếm cơm trong giới sát thủ được nữa, về sau đồng nghiệp trong giới nhìn hắn ta bằng ánh mắt ra sao, thượng tuyến cũng không để cho hắn ta làm ăn nữa. Dù sao, là một sát thủ, bình thường cũng không kiếm được tiền. Trừ phi hắn ta trực tiếp đổi nghề, từ sát thủ đổi thành đại lão mã tử như Chiêm Văn Bân, hoặc như ân nhân cứu mạng hắn ta, Lạc Ca. Sau khi vào khách sạn, A Sai lập tức thu lại tất cả suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu. Trong tin nhắn mà Chiêm Văn Bân gửi cho hắn ta, có nói rõ đám người Hạ Thiên đang ở trong nhà ăn. A Sai lặng lẽ băng qua đại sảnh, lặng yên không một tiếng động tiếp cận cánh cửa nhà ăn. Hắn ta thoáng quan sát tình huống bên trong. Trong phòng cũng chỉ có một bàn có khách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tổng cộng 4 người, 2 nam 2 nữ. Căn cứ theo tấm ảnh mà Chiêm Văn Bân đã gửi, hai nữ là vị hôn thê của Chiêm Văn Bân, người còn lại chính là Ninh Nhụy Nhụy. Hai nam, trong đó có một tên Zhou Ria. Trọng điểm chính là nam nhân đưa lưng về phía hắn ta. Đó mới là mục tiêu của hắn ta, Hạ Thiên. Quả nhiên có chút quen mắt, rất giống với người đã đạp bay hắn ta. Những người khác đã không còn lọt vào mắt A Sai. Điều hắn ta muốn làm bây giờ chính là lặng lẽ bước qua, dùng con dao của mình cắt cổ Hạ Thiên, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng hắn ta vừa mới đi được nửa bước, bỗng một ánh mắt vô cùng lăng lợi bắn đến. Cả kinh, hắn ta vội vàng thu chân lại. A Sai thăm dò, không một chút dấu vết. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Trước kia, A Sai chưa từng gặp qua chuyện như thế này. Nữ nhân tên Ninh Nhụy Nhụy kia thật sự quá nhạy cảm. Cho dù chỉ là vô thức ngẩng đầu, nhưng cũng giống như đang tận lực nhìn hắn ta bên này. Chẳng lẽ ta vừa mới giết người,
sát khí trên người quá đậm. A Sai vừa mới xử lý thi thể của Lạc Ca và Chiêm Thiên Thiên, sau đó vội vàng chạy đến đây giết người, sát khí trên người còn chưa tẩy rửa sạch sẽ. Lúc này, hắn ta bắt gặp có nhân viên phục vụ mang thức ăn đến cho đám người Hạ Thiên. A Sai lập tức tương kế tự kế, quay người ẩn vào một khúc ngoặt. Đợi đến khi nhân viên phục vụ kia quay lại, hắn ta một cú đánh choáng người này, cởi sạch quần áo đổi cho mình. Chỉnh lại một phen, hắn ta cúi đầu đi ra bếp sau. Nhà bếp lúc này khí thế ngất trời. Mặc dù khách buổi trưa không nhiều, nhưng đêm nay phải tổ chức tiệc đính hôn, đến lúc đó sẽ có khách rất nhiều, cho nên mọi thứ phải được chuẩn bị từ bây giờ. A Sai chỉ muốn nhận món ăn, sau đó mang đến nhà ăn giải quyết mục tiêu. Kết quả, hắn ta vừa mới cầm thức ăn lên đã bị người ta gọi, A Sai, ngươi chính là thần ma trong giới. Ngươi biết ta? A Sai nhìn lại, phát hiện là một đại thúc đang cầm cái chảo giang. Đương nhiên là biết, ngươi không phải mở quán cơm A Tài ở phố ẩm thực sao? Vị đầu bếp kia thật ra cũng không nhìn kỹ mặt A Sai, miệng chỉ nói huyên thuyên, mặc dù ngươi chỉ xào rau trong quán cơm nhỏ đó, nhưng bản lãnh vẫn rất tốt. Ngươi đến đây nấu mấy món đi, ta có việc phải đi trước một lát. A Sai sửng sốt, rất nhanh hiểu ra, lập tức giải thích A, ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải. Ngươi không phải A Sai. Ánh mắt vị đầu bếp kia sáng lên, hỏi, vậy tại sao ngươi lại mặc quần áo của hắn ta? Hay là, A, đúng, ta chính là A Sai. Ban đầu, A Sai muốn đánh ngất xỉu vị đầu bếp này, nhưng vì giọng của ông ta quá lớn, khiến cho tất cả mọi người trong nhà bếp đều tập trung nhìn hai người. Hắn ta đành phải tiếp nhận cái chảo giang, để ta đi xào rau. Vị đầu bếp vỗ vai A Sai, thấm thía nói, mặc dù ngươi chỉ mở quán cơm nhỏ, lần này ngươi chỉ tạm thời đến hỗ trợ, nhưng trải qua quan sát của ta, thực lực của ngươi đúng là không tệ. Nếu ngươi làm tốt, ta có thể đề cử quản lý cho ngươi đến chỗ của ta làm đầu bếp, cam đoan tiền lương cao hơn trước kia rất nhiều lần. Gương mặt A Sai hiện lên sự khinh thường, trong lòng suy nghĩ, còn cao hơn ta làm sát thủ sao? Nhưng sau khi đầu bếp trong lúc vô tình nói ra tiền lương, hắn ta lại có suy nghĩ muốn đổi nghề. Là sát thủ, phải chịu nguy hiểm đến tính mạng, khi đó mới có thể cầm được chút tiền, lại còn bị quản lý sát thủ và môi giới sát thủ cắt xén. Còn đầu bếp, một tháng chỉ cần xào rau mà đã kiếm nhiều đến như vậy. Cũng may, A Sai rất có phẩm chất nghề nghiệp. Hơn nữa, trở thành sát thủ là giấc mơ từ nhỏ của hắn ta, không chỉ vì tiền, mà thần tượng của hắn ta chính là sát thần Ngải Luân. Lần này, Chiêm đại thiếu gia đích thân ra nhiệm vụ, nếu không hoàn thành, hắn ta nhất định không lăn lộn được ở Quế Thành nữa. Sống ở đây cũng không tệ lắm, hắn ta tạm thời không có ý định rời đi. Nhìn một đống nguyên liệu nấu ăn cùng với ánh mắt nhìn kỹ của những đầu bếp khác, A Sai đành phải xào đống đồ ăn này trước đã. Chuyện giết người về sau hãy nói. Trong nhà ăn, cơm ăn được một nửa, thức ăn bỗng nhiên được mang lên rất chậm. Ninh Thụy Thần biểu hiện sự bất mãn, đưa tay gọi đến một nhân viên phục vụ, đầu bếp món cay tứ xuyên của ngươi có phải được mời từ nước Pháp không? À, không phải, nhân viên phục vụ lập tức lắc đầu, vội giải thích, vị đầu bếp này được mời từ Cúc Hạ Lâu nổi tiếng nhất tứ xuyên. Vậy tại sao mỗi lần mang thức ăn lên cũng chỉ có một món? Ninh Thụy Thần chỉ vào thức ăn trên bàn, chờ các ngươi mang đủ thức ăn lên, đồ ăn đã sớm nguội lạnh mất rồi. Nhân viên phục vụ cũng cảm thấy rất lạ, nhưng chức trách của hắn ta không phải ở sau bếp, đành phải nói cái này ta cũng không rõ nữa. Vậy thì phải đi hỏi đi chứ. Ninh Nhụy Nhụy cũng không nhịn được, mấy món trước ăn còn được, chỉ là hai món gần đây. Ăn không giống như món cay tứ xuyên mà giống phong vị của Đông Nam Á. Nhiếp Tiểu Lý cũng cảm thấy ăn không đúng vị, nàng lập tức nói với nhân viên phục vụ, người đến nhà bếp hỏi thăm một chút, xem chuyện gì đã xảy ra. Nhân viên phục vụ gật đầu, sau đó xoay người đến nhà bếp. Một hồi lâu, cũng không thấy hắn ta quay lại, ngược lại có một thanh niên mặc trang phục đầu bếp cầm một cái khay lớn chậm rãi đi tới. Người này chính là sát thủ A Sai. Sau khi ở nhà bếp nấu mấy món ăn, hắn ta đã bực bội đến không chịu được. Mặc dù kỹ thuật nấu ăn của hắn ta không tệ lắm, nhưng hắn ta đến không phải để tăng thu nhập. Trong lúc hắn ta đang trái lo phải nghĩ, một nhân viên phục vụ bước đến, bảo hắn ta đến nhà ăn để giải thích vấn đề của món ăn.
Sát thủ A Sai mừng rỡ trong lòng. Đây quả thật là cơ hội mà ông trời đã cho hắn ta. Thật ngại quá, để mấy vị chờ lâu. Nam thanh niên đầu bếp áy náy nói, sau đó đặt cái khay lên trên bàn, lộ ra món bên trong, là cá hấp. Con cá này bị cắt rất nhỏ, nhưng vẫn hiện lên hình dáng, cũng không bị nấu nát. Đao pháp của ngươi đúng là tốt. Ninh Thụy Thần mỉm cười trêu chọc, nhìn thì không giống tay nghề đầu bếp nhưng rồi lại có chút giống. Giống cái gì? Nam thanh niên đầu bếp hơi kinh ngạc. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, chẳng cần quan tâm nó là cái gì. Ngươi để đồ ăn xuống rồi đi đi. Được, nam thanh niên đầu bếp rời bước đến bên cạnh Hạ Thiên, đặt dĩa thức ăn xuống bàn. Khi thu tay về, giữa ngón tay sáng lên một luồng hàn mang, chợt lóe lên nơi cổ họng Hạ Thiên, sau đó không một chút dấu vết thu tay trở về. Tốc độ cực nhanh, lại có khay đậy thức ăn, không ai có thể phát hiện được dị dạng. Ngay cả Hạ Thiên giống như không phát hiện ra, tự mình cầm đũa gắp thịt cá. Chúc quý khách ngon miệng, ta xin phép. Gương mặt A Sai hiện lên nụ cười, sau đó xoay người rời đi. Nhưng hắn ta mới đi chưa được hai bước, đằng sau đã có người gọi hắn ta lại, khoan đã. Thân hình A Sai ngưng lại, trong lòng dâng lên dự cảm bất thường. Không thể nào, nhanh như vậy đã lộ tẩy rồi sao? Quý khách còn có chuyện gì sao? A Sai hơi quay người lại, tươi cười hỏi thăm. Nhiếp tiểu lý đẩy món cá hấp, có chút cau mày nói, hương vị con cá này không đúng, có mùi gì đó là lạ, hình như bỏ gia vị hơi nhiều. A, thật sao? Trong lòng A Sai thoáng thả lỏng, rất nhanh đáp lại, thật ngại quá, để ta mang món này ra sau bếp, sau đó sẽ làm lại món khác. Lúc này, Hạ Thiên bỗng nhiên lên tiếng, hương vị món cá lạ cũng không có gì kỳ quái. Vấn đề lớn nhất là người tương đối kỳ quái. Người kỳ quái, anh rể, người nói vậy là có ý gì? Ninh Thụy Thần có chút không hiểu. A, à, đau bụng quá. Sắc mặt Nhiếp Tiểu Lý bỗng nhiên thay đổi, đau đớn ôm bụng, con cá này có vấn đề. Ninh Nhụy Nhụy bỗng nhiên ra tay, đá thẳng vào mặt A Sai. A Sai sợ hãi cả kinh, phản xạ có điều kiện nghiêng người né tránh, hàn mang lại xuất hiện trong tay, thuận thế đâm vào tim Ninh Nhụy Nhụy. Nhưng hắn ta đã quá coi thường thối công của Ninh Nhụy Nhụy. Nhìn thì tốc độ rất chậm, thật ra lại tấn mãnh dị thường. Con dao của hắn ta vừa mới lóe lên, chân của Ninh Nhụy Nhụy đã đánh trúng đầu của hắn ta, còn thu hồi lại. A Sai bị đạp trúng, cả người bay rớt ra ngoài, đập vào vách tường hành lang. Ngươi là ai? Ninh Thụy Thần thấy vậy, lập tức chạy đến, bẻ ngoặt hai tay A Sai ra sau lưng, áp giải vào nhà ăn. Nghiêm nghị quát hỏi. A Sai vội vàng nói, ta chỉ là đầu bếp. Không đúng, đầu bếp sẽ không có thân thủ lợi hại như vậy. Ninh Nhụy Nhụy hỏi ngược lại. Đầu bếp luyện một chút công phu cũng không phạm pháp mà. A Sai phản bác. Ninh Nhụy Nhụy lười nói nhảm với hắn ta, hỏi thẳng, tại sao ngươi lại hạ độc trong thức ăn? Là ai phái ngươi đến? Hạ độc trong thức ăn? A Sai sững sờ. Không rõ chuyện gì đã xảy ra, trong thức ăn sao có thể có độc được. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng hỏi, vẫn còn giả bộ. Hạ Thiên cười nói, tiểu muội chân dài, hắn ta không phải giả bộ đâu. Hắn ta không biết thật đấy. Không biết, Ninh Nhụy Nhụy ngẩn người, vậy chẳng phải ta đá nhầm người rồi sao? Nàng không có đá nhầm người, hắn ta là sát thủ. Hạ Thiên khẳng định, Ninh Nhụy Nhụy bất mãn chừng Hạ Thiên một cái. Tức giận nói, người nói chuyện có thể rõ ràng một chút được hay không? Hắn ta rốt cuộc có phải là sát thủ? Độc có phải do hắn ta hạ hay không? Tiểu muội chân dài, nàng đúng là ngốc. Cái này mà nghĩ mãi cũng không rõ. Hạ Thiên lắc đầu, đầu của nàng nên bổ sung một chút. Nếu không, đêm nay ta giúp nàng. Im miệng, nói chính sự đi. Ninh Nhụy Nhụy quát. Chuyện này rất đơn giản. Hạ Thiên lười biếng nói, tên ngốc này là sát thủ. Nhưng đến là để giết ta. Trong thức ăn xác thực có độc, nhưng do một sát thủ khác làm, mục tiêu là vợ tiếp viên hàng không. Ninh Nhụy Nhụy giật mình, một sát thủ khác, ở đâu, chẳng lẽ là đồng bọn của hắn ta? Bỏ chạy rồi, Hạ Thiên hờ hững nói, sau đó khinh thường nhìn sát thủ A Sai, hẳn không phải đồng bọn. Cái tên ngu này chỉ là quá ngu, bị đồng nghiệp của mình đùa bỡn mà thôi. Ban đầu, sát thủ A Sai đoán không ra. Nhưng đột nhiên hắn ta lại nhớ đến vị đại thúc cầm chảo giang, khó trách ông ta lại nhận lầm người,
mà căn bản không có nhận lầm, chỉ là muốn hắn ta cõng nổi mà thôi. Mẹ kiếp! Giới sát thủ người Hoa lợi hại đến như vậy sao? Thuận tiện nói một câu, người rất dũng cảm. Hạ Thiên mỉm cười nhìn A Sai, người dám ra tay trước mặt ta, ta là đệ nhất sát thủ thế giới, ngay cả nhị sư phụ sát thần Ngải Luân cũng không dám làm thế với ta. Người biết sát thần Ngải Luân? A Sai nghe xong, không khỏi mở to mắt nhìn. Ta đương nhiên biết, Hạ Thiên lười biếng đáp, vừa nãy ta cũng có nói, ông ấy là nhị sư phụ của ta. Ngươi là đồ đệ của sát thần Ngải Luân. A Sai một lần nữa ngạc nhiên vô cùng, trong lòng dâng lên con sóng lớn, chẳng lẽ ngươi là vị sát thần tân nhiệm không biết tên có thể nghiền ép tất cả sát thủ đỉnh cấp toàn thế giới 12 năm trước. Hạ Thiên khó chịu nhếch miệng, ta không phải sát thần tân nhiệm, ta chính là ta tên Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Trước kia, ta chỉ nghe nói sát thần Ngải Luân có đồ đệ, tiếp nhận ám ảnh đoàn. Sau đó đưa nó thành tổ chức sát thủ đứng hàng thứ nhất trên thế giới. Sát thủ A Sai âm thầm kinh hãi, có chút nghĩ mà sợ, sát thần Ngải Luân là thần tượng của ta. Sở dĩ ta làm sát thủ cũng bởi vì ông ấy. Hạ Thiên thuận miệng hỏi, người đã gặp qua nhị sư phụ của ta? Đã từng gặp một lần 10 năm trước. Sát thủ A Sai đáp, lúc đó, ta định tìm cừu gia hại chết cả nhà ta tính sổ. Đáng tiếc, ta hoàn toàn không có thực lực. Là ông ấy đã ra tay làm thịt tên người xấu kia. Nói xong, hắn ta bỗng nhiên lộ ra con dao giữa ngón tay, cung kính nói, con dao này chính là ông ấy ném ở hiện trường, ta lén lút giữ lại, vẫn luôn giữ đến tận bây giờ. Cho dù như vậy, người cũng không thể tránh khỏi cái chết. Hạ Thiên khinh thường nói, người dám ra tay với ta, người vẫn phải chết. Lần này ta có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, tùy ngươi xử trí như thế nào cũng được. Sát thủ A Sai xem như nhận mệnh. Hạ Thiên đang định nói cái gì đó, Ninh Nhụy Nhụy lại nguyết hắn một cái, đừng nói nhảm nữa, mau giải độc cho Nhiếp tiểu thư trước rồi nói. Không sao đâu, độc tố trong người vợ tiếp viên hàng không không nhiều, thể chất của nàng ấy cũng đặc biệt, chờ lát nữa nó sẽ tự động hết thôi. Hạ Thiên mỉm cười giải thích với Ninh Nhụy Nhụy. Quả nhiên, chưa đến nửa phút, sắc mặt trắng bệch của Nhiếp tiểu lý đã dần dần biến mất, bắt đầu hồi phục. Nhiếp tiểu thư, xem ra ngươi cũng không phải người bình thường. Ninh Nhụy Nhụy nhìn ra được chút manh mối. Đoán chừng Hạ Thiên chọn chúng nàng cũng không chỉ bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp, hơn nữa còn coi trọng thể chất đặc biệt này của nàng. Gương mặt Nhiếp tiểu lý hiện lên một tầng mồ hôi mỏng. Nghe Ninh Nhụy Nhụy nói, nàng nhẹ giọng đáp, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng đúng là từ nhỏ, ta có thể tự mình giải trừ tất cả các loại độc tố. Thần kỳ như vậy sao? Ninh Thụy Thần không khỏi cảm thấy hâm mộ, tại sao ta lại không có thể chất đặc biệt như vậy? Nói thế nào ta cũng là soái ca, nhân vật chính trời sinh mà. Hạ Thiên không khỏi cười nhạo, người suy nghĩ nhiều rồi. Người tuyệt không đẹp trai, ngay cả một phần vạn của ta cũng không bằng, lại còn muốn làm nhân vật chính. Anh rể, người nói vậy là không được. Ninh Thụy Thần không phục hỏi Ninh Nhụy Nhụy và Nhiếp tiểu lý, Nhụy Nhụy tỷ, tiểu lý. Hai người bình xét thử xem, ta và anh rể ai đẹp trai hơn. Các người cầm miệng lại đi. Ninh Nhụy Nhụy bó tay. Hai người này vẫn còn tâm trạng so đẹp trai với nhau, chúng ta nên nghĩ làm thế nào để xử lý tên sát thủ này đi. Sát thủ còn lại cũng phải tìm ra, tìm hiểu xem rốt cuộc ai đứng đằng sau. Nếu những chuyện này không được điều tra rõ ràng, Nhiếp tiểu thư nhất định sẽ còn gặp nguy hiểm. Ninh Thụy Thần hơi do dự nói, chuyện này không dễ làm đâu. Ta nghe nói sát thủ đều có đạo đức nghề nghiệp, bọn họ tuyệt không khai ra cố chủ của mình. Hạ Thiên thuận miệng nói, vậy thì giết. Đừng, sát thủ A Sai giật mình, vội vàng nói, là đại thiếu gia Chiêm Văn Bân thuê ta đến. Lần trước, chuyện tại bể bơi cũng là ta làm, nhưng lại giết nhầm người. Ninh Thụy Thần có chút thất vọng, người làm sát thủ mà không có cốt khí gì cả, ngay cả cố chủ cũng khai ra. Mạng sống quan trọng hơn. Cốt khí cái gì, có làm được gì đâu. A Sai ngược lại khá lưu manh, huống chi, hắn ta còn chưa trả tiền cho ta. Chiêm Thiên Thiên là do ngươi giết, trong lòng Ninh Nhụy Nhụy thật ra vẫn còn một nghi ngờ. Nàng nghi ngờ là do Hạ Thiên làm. A Sai gật đầu, đúng, là do ta giết, cũng là Chiêm đại thiếu hạ lệnh. Giết cũng tốt mà, tên ngốc đó cũng muốn đánh chủ ý lên tiểu muội chân dài.
Hạ Thiên hơi vui vẻ nói, nếu là ngươi giết hắn ta, ta phá lệ cho ngươi một cơ hội sống sót. Cảm ơn Hạ Tiên Sinh, cảm ơn Hạ Tiên Sinh đã không giết. A Sai lập tức quỳ xuống dập đầu không thôi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đừng cảm ơn ta trước, ta có điều kiện. Hạ Tiên Sinh, ngươi cứ việc nói, ta nhất định sẽ hoàn thành điều kiện của ngươi. A Sai liên tiếp nói. Ngươi đi tìm tên sát thủ đã hạ độc vợ tiếp viên hàng không đi. Hạ Thiên nói, nếu trong ngày hôm nay mà ngươi vẫn không tìm ta, ngươi có thể đi chết được rồi. A Sai mừng sỡ, ban đầu, hắn ta cho rằng lần này chết chắc, nghĩ không ra lại tuyệt sử phùng sinh, lập tức dập đầu nói, A Sai nhất định sẽ tìm ra người đó. Nếu không, ta sẽ trực tiếp tự sát, không cần ngươi ra tay. Ngươi không bỏ chạy sao? Ninh Thụy Thần hoài nghi hỏi. Hạ Thiên mỉm cười, hắn ta có thể thử chạy trốn một chút. Không dám, A Sai cũng là người có mục tiêu theo đuổi, sát thần Ngải Luân là thần tượng của ta. Hạ Tiên Sinh lại càng là mục tiêu ta theo đuổi suốt đời. A Sai có thể lừa gạt bất cứ người nào, nhưng tuyệt đối sẽ không lừa gạt các ngươi. Hạ Thiên không hứng thú nghe một tên ngốc nói nhảm, ta chẳng quan tâm ngươi lừa hay không lừa, ngươi mau cút đi. Sát thủ A Sai lại dập đầu với Hạ Thiên ba cái, sau đó quay người rời khỏi khách sạn Quế Thành. Anh rể, ngươi thật sự để hắn ta đi thật sao? Ninh Thụy Thần một chút cũng không tin tưởng tên sát thủ kia. Có chút lo lắng nói, sát thủ chỉ coi trọng tiền tài, thật sự không đáng tin tưởng. Hạ Thiên tiện tay vỗ vào ót Ninh Thụy Thần một cái, ta cũng là sát thủ đấy. À, anh rể, ta không có nói ngươi. Ninh Thụy Thần sờ ót, ngươi đánh ta làm gì? Ninh Nhụy Nhụy không thèm để ý hai người, chỉ nhìn Nhiếp Tiểu Lý, lo lắng hỏi, Nhiếp Tiểu Thư, trong lòng ngươi có đối tượng hoài nghi nào không? Rốt cuộc là ai muốn đẩy ngươi vào chỗ chết? Đừng gọi ta là Nhiếp Tiểu Thư, gọi ta Tiểu Lý được rồi. Nhiếp Tiểu Lý mỉm cười, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết nữa. Nghiêm chỉnh mà nói, từ nhỏ đến lớn ta bị ám sát không dưới trăm lần, hơn nữa đều là thủ đoạn dùng độc. Ninh Nhụy Nhụy cau mày, cảm thấy việc này có chút quỷ dị, nói như vậy, việc ngươi bị ám sát hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện đính hôn. Hẳn vậy, Nhiếp Tiểu Lý suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy bên trong không có liên hệ gì cả. Hạ Thiên nhếch miệng, tiểu muội chân dài, vợ tiếp viên hàng không, hai người nghĩ sai rồi. Lần này, sát thủ chính là nhắm vào lễ đính hôn của các ngươi đấy. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Ninh Nhụy Nhụy khó hiểu nhìn Hạ Thiên. Nhiếp Tiểu Lý cũng cảm thấy hoang mang, liền hỏi, Hạ Tiên Sinh, chẳng lẽ ngươi nhìn ra được gì sao? Bởi vì, không chỉ ngươi trúng độc. Ngay cả Chiêm Văn Bân cũng trúng độc. Hạ Thiên mỉm cười, còn có chút hả hê, căn cứ theo trình độ trúng độc mà nói, tên ngốc kia sống không quá hôm nay. Ninh Thụy Thần giật mình, nhớ lại tình huống trước đó, thì ra là chuyện như vậy, khó trách vừa rồi anh rể lại nói với Chiêm Văn Bân hắn ta sẽ chết. Ai hạ độc thế? Ninh Nhụy Nhụy vốn tưởng rằng Hạ Thiên giở trò gì với Chiêm Văn Bân, nghĩ không ra bên trong lại có khúc chiết khác. Nhiếp Tiểu Lý cũng trăm mối không có cách giải, không biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tiểu Lý, người suy nghĩ kỹ lại đi, nếu hai người đều chết, ai sẽ là người được lợi nhất? Ninh Thụy Thần cảm thấy việc này xuất phát từ lợi ích lớn nhất, hẳn có thể đẩy ngược hắc thủ đứng đằng sau. Không có, Nhiếp Tiểu Lý cau mày, suy nghĩ một hồi vẫn không có đầu mối, Chiêm gia rất hòa thuận với Nhiếp gia chúng ta. Cả hai gia tộc đều xuất thân từ Hoàng Sơn. Chiêm gia trước suy sau hưng, còn Nhiếp gia chúng ta thì ngược lại. Cho nên, Chiêm gia cần gia thế Nhiếp gia, còn Nhiếp gia cần tiền của Chiêm gia. Vì thế hai nhà nhất định phải thúc đẩy hai chúng ta kết hợp. Sự kế hợp này cũng không vì ý chí của bất kỳ ai mà thay đổi. Ninh Nhụy Nhụy ngược lại có chút cảm động lây, khó trách ngươi nói đảo hôn cũng vô dụng. Mặc dù bây giờ đã là xã hội hiện đại, nhưng quan niệm tông tộc như thế vẫn có thể bức tử người khác. Nếu hai người các ngươi chết rồi, hôn lễ sẽ không thành, hai nhà Chiêm gia còn có thể kết thù, ai sẽ là người được lợi? Ninh Thụy Thần chậm rãi phỏng đoán, Hoàng Sơn các ngươi còn gia tộc thứ ba lâu đời nào nữa? Nhiếp Tiểu Lý giật mình, dường như nghĩ đến điều gì đó, nhưng rất nhanh đã lắc đầu, không có. Không cần nghĩ nhiều như vậy đâu. Hạ Thiên Vân đạm phong khinh, thuận miệng nói, mặc kệ là tên ngốc nào, hắn ta lập tức sẽ tự mình lộ ra chân ngựa thôi. Cũng đúng,
Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, tiểu Lý không sao rồi, cũng không biết bên phía Chiêm Văn Bân như thế nào. Cùng lúc đó, Chiêm gia. Hàn Thần Y, con trai của ta như thế nào rồi? Chiêm Cao Hạc khẩn trương nhìn Chiêm Văn Bân trên giường, sau đó quay sang hỏi một lão đầu dâu Ria đang bắt mạch. Lão đầu dâu Ria nhẹ nhàng đặt tay Chiêm Văn Bân xuống, sau đó chậm rãi đứng lên, Chiêm tiên sinh, ngươi không cần lo lắng. Con của ngươi chỉ trúng độc mà thôi. Trúng độc còn không lo lắng sao? Chúng ta tìm y sư ngươi đến nói vui cho chúng ta nghe à? Mã Khiết Thần ở bên cạnh bất mãn nói. Ngươi câm miệng cho ta. Chiêm Cao Hạc hung hăng trừng mắt nhìn vợ nhỏ của mình, sau đó cực kỳ khiêm cung hỏi, Hàn Thần Y, vậy ngươi có phương thuốc giải độc hay không? Tối nay con trai ta còn phải làm lễ đính hôn nữa. Lão đầu dâu Ria suy nghĩ một lát, sau đó cẩn thận nói, nếu muốn giải hết hoàn toàn độc tính, ít nhất phải cần 7 ngày để luyện thuốc, nhưng để cho hắn ta tạm thời tỉnh lại thì vẫn được. Làm phiền Hạ Thần Y rồi, Chiêm Cao Hạc thành tâm nói. Ông đã mất một đứa con trai, cũng không muốn mất đi một đứa nữa. Mặc dù lúc trước ông hoài nghi Chiêm Thiên Thiên là do Chiêm Văn Bân giết, nhưng bây giờ, hoài nghi này tạm thời áp chế xuống. Độc này có chút giống thủ bút của Âm Y Môn. Lão đầu dâu Ria nghi ngờ nói, chẳng lẽ đám người kia tái xuất giang hồ rồi sao? Âm Y Môn. Ánh mắt Chiêm Cao Hạc hiện lên biểu hiện khác thường, không phải bọn họ đã sớm mai danh ẩn tích hơn 10 năm trước rồi sao? Hàn Thần Y vuốt chòm râu của mình, bắt đầu giải thích, mai danh ẩn tích thì không tính, chỉ là bọn họ trải qua chỉnh đốn, hiếm khi quay lại hành nghề y mà thôi. Dù sao, vị y tiên y tiểu âm cũng chính là môn chủ đương nhiệm của Âm Y Môn. Ý của Hàn Thần Y là, y tiểu âm đã hạ độc con của ta. Chiêm Cao Hạc cảm thấy khó hiểu, nhưng Chiêm gia chúng ta không có liên quan gì đến nàng ta, cũng chưa từng đắc tội với nàng ta. Lão Hủ cũng không nói như vậy. Hàn Thần Y nói. Chiêm Cao Hạc xấu hổ cười một tiếng, hỏi tiếp, rốt cuộc con trai của ta có cứu được hay không? Trong lòng Mã Khiết Thần cảm thấy khó mà bình an. Nàng ta nói với Chiêm Cao Hạc, ông đừng chỉ quan tâm con trai lớn của mình không. Thiên Thiên của ta đến bây giờ còn chưa biết ở đâu. Ông không phái người đi tìm nó sao? Người lăn tăn cái gì? Chiêm Cao Hạc cũng không nói chuyện Chiêm Thiên Thiên đã chết cho Mã Khiết Thần nghe. Chính là không muốn nàng ta làm loạn, tất cả đều lấy lễ đính hôn tối nay làm trọng, những chuyện khác khác sang bên cạnh. Tính tình con trai của ngươi như thế nào, ngươi cũng không phải không biết. Nói không chừng nó đang chơi mệt trong một đống nữ nhân nào đó rồi, ngày mai rồi hãy tính. Mã Khiết Thần đành phải nhịn xuống sự sốt ruột, tạm thời không hỏi Chiêm Cao Hạc nữa. Đây là tích độc hoàn, ngươi cho hắn ta uống vào. Nửa tiếng sau, hắn ta sẽ tỉnh. Hàn Thần Y móc một cái bình nhỏ từ trong túi ra, bên trong có 3 viên thuốc màu xanh, một viên chỉ có tác dụng trong 2 giờ. Sau khi uống hết 3 viên, hắn ta sẽ rơi vào giấc ngủ mê. Hơn nữa, tuyệt đối không được uống rượu, nếu không, ta cứu không được hắn ta đâu. Lễ đính hôn sao có thể không uống rượu? Chiêm Cao Hạc có chút khó khăn nói, Hàn Thần Y, người nhất định còn biện pháp khác. Lão đầu dâu Ria lắc đầu. Nhưng rất nhanh đã đề nghị, y thuật lão hủ nông cạn, không còn cách nào khác. Hơn nữa, muốn hoàn toàn giải được độc tố, tốt nhất phải biết được đối phương đã dùng độc gì. Chẳng lẽ không có cách nào trực tiếp bức độc tố ra ngoài sao? Chiêm Cao Hạc có chút lo lắng nói, ta nghe nói, trung y các ngươi có châm pháp thần kỳ, ví dụ như thái ất thần châm, phục hy củ châm có thể dùng châm cứu để chữa bệnh. Những châm pháp mà ngươi nói, xác thực tồn tại. Nhưng lão hủ lại không biết. Hàn Thần Y lắc đầu, sau đó nói, theo lão hủ được biết, chân chính có thể làm được chuyện mặc kệ bệnh gì đều có thể một châm trừ tận gốc, có vẻ như chỉ có vị Hạ Thần Y kia. Chiêm Cao Hạc lập tức nói, Hạ Thần Y, bây giờ hắn đang ở đâu? Ta lập tức phái người đi mời. Mặc kệ phải bỏ ra bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ mời hắn đến. Không ai biết hắn ở đâu cả. Hàn Thần Y tiếc nuối nói, hơn 10 năm qua. Hắn chưa từng ra tay, có lẽ hắn đã mang theo kiều thê mỹ quyến quy ẩn sơn lâm rồi. Thật vậy sao? Vậy thì không còn cách nào rồi. Chiêm Cao Hạc đành phải từ bỏ suy nghĩ mời Hạ Thần Y đến, quan trọng nhất là tìm ra người đã đầu độc. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai đã dám ra tay với Chiêm gia nhà ta. Lúc này, Chiêm Văn Bân đã uống tích độc hoàn kêu khẽ một tiếng,
chậm rãi mở mắt. Ăn xong bữa cơm, Nhiếp Tiểu Lý mời Hạ Thiên, Ninh Nhụy Nhụy, còn có Ninh Thụy Thần lên tầng cao nhất ngồi xuống trà, tâm sự. Phòng Tổng thống tầng cao nhất vô cùng sang trọng, khiến người ta cảm thấy rất hưởng thụ. Tuy nhiên, đám người Hạ Thiên cũng không phải là người thích hưởng thụ, cho nên cũng không có cảm giác quá lớn. Hai đồng nghiệp tiếp viên hàng không của Nhiếp Tiểu Lý vẫn còn chưa đi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nhóm người Nhiếp Tiểu Lý đi lên, gương mặt bọn họ hiện lên sự ghét bỏ, chuyển sang phòng khác, giống như bọn họ mới là chủ nhân, còn Nhiếp Tiểu Lý mới là khách. Tại sao hai ả quái dị này còn chưa chịu biến? Ninh Thụy Thần có chút kỳ quái hỏi, Chiêm Văn Bân không có ở đây, bọn họ ỷ vào cái gì ở chỗ này chứ? Nhiếp Tiểu Lý khẽ cười, ra vẻ lạnh nhạt, bọn họ nhận tiền, đặc biệt đến đây để giám sát ta. Nếu bọn họ đi, làm sao mà lấy tiền? Tiểu Lý, ngươi tuyệt không cảm thấy phản cảm sao? Ninh Thụy Thần cảm thấy không hiểu. Phản cảm cũng vô dụng. Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu, vừa dẫn đám người Hạ Thiên vào phòng khách vừa pha trà, đây không phải là chuyện mà ta có thể quyết định. Hơn nữa, đuổi bọn họ đi, Chiêm gia cũng sẽ phái người khác đến. Đến lúc đó, cảnh ngộ nói không chừng còn kém hơn. Nói thế nào bọn họ cũng là đồng nghiệp của ta, tốt xấu gì cũng có chuyện để tâm sự giết thời gian. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi tán dương một câu, người cũng biết nhìn thoáng đấy chứ. Hạ Thiên đề nghị, vợ tiếp viên hàng không, thật ra ngươi không muốn bị giám sát cũng đơn giản, chỉ cần ngươi nói với ta một tiếng là được. Được rồi, Nhiếp Tiểu Lý mỉm cười lắc đầu, ta cũng không muốn gì nhiều. Cứ như vậy đi cho yên ổn. Hạ Thiên khinh thường nói, có đôi khi, ngươi không muốn bị phiền phức, nhưng vẫn luôn có những tên ngốc đến gây phiền phức cho ngươi. Ngươi nói chính là ngươi sao? Ninh Nhụy Nhụy cười hỏi. Tiểu muội chân dài. Nàng nói như vậy chỉ có bị ăn đòn mà thôi. Hạ Thiên khó chịu trả lời. Lúc này, Nhiếp Tiểu Lý đã pha xong bình trà, rót cho mỗi người mỗi tách. Trải qua chuyện vừa rồi, ta cũng nhận ra, lễ đính hôn tối nay nhất định sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhiếp Tiểu Lý cũng không phải cô gái ngốc mới lớn cái gì cũng không biết. Vì sự an toàn của bản thân, nàng nói với Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, ta nhìn ra được hai vị đều có ý tốt với ta. Hơn nữa bản lĩnh còn rất cao cường. Cho nên, ta muốn mời hai vị bảo vệ cho ta vào tối nay. Ninh Nhụy Nhụy có chút ngoài ý muốn nhìn Nhiếp Tiểu Lý, bảo vệ ngươi. Ngươi xác định tối nay sẽ có nguy hiểm. Nếu quả thật có người muốn ngăn cản buổi lễ đính hôn này, nhìn thấy ta không bị hạ độc chết, nhất định bọn họ sẽ dùng cách khác. Nhiếp Tiểu Lý có chút lo lắng nói, bây giờ ta còn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Thật sự không cách nào ngăn cản hết tất cả minh thương ám tiễn. Cho nên, ta đành phải làm phiền hai vị, không biết hai vị có đồng ý hay không. Ninh Nhụy Nhụy cũng không trực tiếp đồng ý, chỉ vào Hạ Thiên, ngươi chỉ cần tìm hắn là được, hắn nhất định sẽ đồng ý. Vợ tiếp viên hàng không, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi sẽ không có bất cứ chuyện gì đâu. Hạ Thiên nghiêm túc đồng ý. Nhiếp Tiểu Lý có chút hoài nghi nhìn Hạ Thiên. Rồi lại ném ánh mắt cầu xin về phía Ninh Nhụy Nhụy, hiển nhiên nàng cảm thấy Hạ Thiên rất có thể sẽ làm thịt nàng. Ngươi yên tâm đi, mặc dù hắn hơi háo sắc một chút, nhưng lại là một tên háo sắc rất có nguyên tắc. Ninh Nhụy Nhụy không thể nhịn được cười nói với Nhiếp Tiểu Lý, chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu quá phận, ngươi từ chối hắn, trên cơ bản hắn sẽ không làm loạn đâu. Trên cơ bản, Nhiếp Tiểu Lý giật mình, hỏi ngược lại, nếu ngoài cơ bản thì sao? Ninh Nhụy Nhụy lộ ra biểu hiện tiếc nuối, vậy thì không còn cách nào. Chuyện mà tên háo sắc này muốn làm, người trên thế giới này muốn ngăn được hắn thật sự không có mấy ai. Ninh tỷ tỷ ngươi không tính sao? Nhiếp Tiểu Lý hỏi. Không tính ta rồi, Ninh Nhụy Nhụy biết rất rõ vị trí của mình. Dù sao biệt hiệu của nàng cũng là do người khác đặt, cái gì mà tiểu muội chân dài chứ? Người có thể ngăn cản được hắn hơn phân nửa đều không ở trái đất này. Nhiếp Tiểu Lý hoàn toàn mơ hồ không rõ lời nói này, cũng chẳng biết nó có ý gì. Tiểu muội chân dài, nàng đang phỉ báng ta. Hạ Thiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ninh Nhụy Nhụy, thoáng dùng chút lực, bất mãn nói, ta không phải tên háo sắc, mà là một người rất biết nói đạo lý. Đạo lý của ngươi, do ngươi nói thì đều là đạo lý. Ninh Nhụy Nhụy có chút trào phúng. Hạ Thiên gật đầu tán đồng, đương nhiên rồi, bởi vì ta nói không sai. Đạo lý mà ta nói đều là đạo lý chân chính,
Được rồi, Nhiếp Tiểu Lý xem như biết được một chút tính cách của Hạ Thiên. Không bao lâu sau, Ninh Nhụy Nhụy nhận được điện thoại, lập tức cáo từ Nhiếp Tiểu Lý. À, Ninh tỷ tỷ, bây giờ ngươi phải đi sao? Nhiếp Tiểu Lý có chút ngoài ý muốn, ngươi có thể ở lại đây tâm sự với ta. Ngươi không tham gia buổi lễ đính hôn tối nay à? Ninh Nhụy Nhụy đáp, 9 giờ ta sẽ đến. Có Hạ Thiên ở đây, an toàn của ngươi chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nàng quay sang nói với Hạ Thiên, cho dù ngươi thích Tiểu Lý, cũng không được làm loạn, biết không? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói với Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, nàng không có kinh nghiệm ở phương diện này, nàng cũng đừng dạy ta. Được, kinh nghiệm của ngươi phong phú. Ninh Nhụy Nhụy lườm hắn một cái, sau đó xích lại gần, nhỏ giọng nhắc nhở, đừng quên, y tỷ tỷ chính là một vết xe đổ. Ngươi không muốn theo đuổi một bà vợ lại phải tốn hơn 10 năm để hóa giải khúc mắc chứ? Hạ Thiên có chút im lặng, chuyện của vợ y cũng không thể trách ta không phải nam nhân tùy tiện. Ngươi không phải thì không phải, ta lười đấu võ mồm với ngươi lắm. Ta đi đây, Ninh Nhụy Nhụy cảnh cáo một phen, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Lúc này, Hạ Thiên quay sang nhìn Ninh Thụy Thần, ngươi không đi sao? Ninh Thụy Thần khó hiểu hỏi, tại sao ta lại phải đi? Ta đến tìm Tiểu Lý mà. Ngươi hẳn nên đi mới đúng. Hạ Thiên lẩm bẩm. Hẳn, Ninh Thụy Thần cũng không hiểu được ý trong lời nói của Hạ Thiên, ta không có chuyện gì làm, ở lại đây nói chuyện với Tiểu Lý mới đúng. Nếu chẳng may có người xấu, ta còn có thể ra tay giúp đỡ. Có ta ở đây đủ rồi. Hạ Thiên khó chịu nhếch miệng. Rốt cuộc Ninh Thụy Thần cũng hiểu ra. Hắn ta phá lên cười, anh rể, ngươi không muốn ta làm bóng đèn thì cứ nói thẳng, cong cong ngoặt ngoặt làm gì. Hạ Thiên có chút không vui, biết rồi tại sao còn chưa cút. Không cút, ta muốn ở đây xem kịch. Ninh Thụy Thần nằm trên ghế salon, tiện tay cầm lấy một quả táo bắt đầu ăn, nơi này náo nhiệt như vậy, nhất định sẽ có không ít trò hay để xem. Nếu đi thì thật là đáng tiếc. Ngươi có tin ta ném ngươi xuống không? Hạ Thiên nhếch miệng. Ninh Thụy Thần quay sang nhìn Nhiếp Tiểu Lý. Tiểu Lý, ngươi cảm thấy ta phải đi sao? Ngươi đừng đi, mọi người cùng nhau nói chuyện cũng được mà. Nhiếp Tiểu Lý không dám ở một mình với Hạ Thiên, đành phải lôi kéo bạn học cũ Ninh Thụy Thần, như vậy nàng mới yên tâm được một chút. Lúc này, bỗng nhiên có mấy người nét mặt lạnh lùng bước vào. Trong đó có một người vọt đến trước mặt Nhiếp Tiểu Lý. Đưa tay tát cho nàng một cái, miệng còn mắng, ngươi xem đi, cái này còn ra thể thống gì nữa. Mặt mũi của Nhiếp gia chúng ta đã bị tiện nhân ngươi làm mất hết rồi. Bốp, cái tát vang lên. Gương mặt người kia nhanh chóng sưng lên, răng trong miệng thiếu chút nữa gãy hết, có thể thấy được lực đạo mạnh đến bao nhiêu. Nhưng biểu hiện của người đó lại tràn ngập chấn kinh và kinh ngạc. Nàng ta hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại tự tát vào mặt của mình. Hơn nữa, lực đạo còn mạnh hơn gấp 10 lần. Nam nhân đi theo sau lưng người này cũng khẽ giật mình, không khỏi hỏi thăm, đại tẩu, ngươi không sao chứ? Tiện nhân ngươi còn dám hoàn thủ, người kia không rảnh suy nghĩ, không kịp lau máu ở miệng, chỉ tay vào Nhiếp Tiểu Lý, chửi ầm lên, chẳng lẽ ta mắng sai ngươi hay sao? Nhiếp Tiểu Lý hơi tức giận nhưng vẫn tâm bình khí hòa, nói, đại tẩu, ngươi suy nghĩ kỹ lại đi, ta vẫn luôn ngồi ở đây. Hoàn toàn không di chuyển, làm sao mà đánh ngươi được. Người kia không khỏi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã nói sang chuyện khác, ta thấy ngươi da đang bị ngứa, dám ở chung phòng với hai nam nhân kia. Cái này còn ra thể thống gì nữa? Tối nay tổ chức lễ đính hôn rồi, ngươi còn không biết kềm chế như vậy. Nghe xong, mặc dù tính tình của Nhiếp Tiểu Lý rất tốt, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Đại tẩu, ngươi nói vậy là có ý gì? Nhiếp Tiểu Lý cau mày. Lạnh giọng quát, Hạ Tiên Sinh là bạn của ta, Ninh Thụy Thần là bạn học trước đây của ta. Ta nói chuyện với bọn họ là phạm pháp sao? Ta thấy người đúng là đồ đê tiện, không kềm chế được tính trăng hoa của mình. Người kia hiển nhiên biết chắc chắn không có chuyện như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn không tha người, một cô gái con nhà gia giáo nhưng lại không biết xấu hổ. Nếu để cho Chiêm đại thiếu gia biết được, bỏ ngươi, xem ngươi còn sống như thế nào. Ninh Thụy Thần nghe không nổi nữa. Hung hăng trừng mắt nhìn người kia, ở đâu ra bà Tám nhiều chuyện này vậy? Miệng của bà Tám ngươi ăn phân đúng không? Tại sao nói chuyện lại thúi như thế? Ngươi cũng dám mắng ta? Người kia chấn kinh,
chỉ tay vào Ninh Thụy Thần mà nói, ngươi, ngươi có biết ta là ai hay không? Ninh Thụy Thần thờ ơ đáp, ngươi là ai liên quan gì đến ta? Tiểu Lý là bạn của ta, chúng ta nói chuyện với nhau, cần chi quan tâm ngươi? Ta thấy con mẹ ngươi mới là thứ lẳng lơ, đằng sau đi theo ba nam nhân. Các ngươi nhất định đánh xong trận mới đến đây. Mặt nữ nhân kia tức giận đến đỏ bừng, chỉ tay vào Ninh Thụy Thần, ngươi, ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Ninh Thụy Thần rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục chọc tức, đã già như thế mà còn làm ra ba cái chuyện như vậy, ngươi mới là đê tiện trong đê tiện. Đúng là gừng càng già càng dẻo dai, ngay cả đất cũng có thể hút. Ta, nữ nhân kia tức đến mức không biết nên nói cái gì, đành phải quát ba nam nhân đằng sau, các ngươi chết hết rồi sao? Cứ đứng đó nhìn ta bị người ta mắng. Lúc này, ba nam nhân kia mới hoàn hồn, cùng nhau mắng to Ninh Thụy Thần, dám mắng đại tẩu của ta, người đúng là không biết sống chết. Ninh Thụy Thần chẳng thèm liều mạng với những người này, núp sau lưng Hạ Thiên, vừa tiếp tục khiêu khích, ba người các ngươi mới không biết sống chết, lại làm tiểu bạch kiểm cho một lão bà, mặt mũi nam nhân bị các ngươi làm mất hết rồi. Muốn chết, sắc mặt ba nam nhân kia đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm muốn đánh Ninh Thụy Thần. Đủ rồi, tất cả dừng lại cho ta. Nhiếp Tiểu Lý thật sự không thể nhịn được nữa. Nàng đứng lên, quát to yêu cầu ba nam nhân kia ngưng lại. Ba nam nhân kia hiển nhiên không có địa vị ở Nhiếp gia. Mặc dù nghe theo mệnh lệnh của nữ nhân kia nhưng cũng không dám chống lại ý của Nhiếp Tiểu Lý. Ba người các ngươi ăn cơm của ai? Nữ nhân kia trừng mắt nhìn ba nam nhân mà nàng ta mang đến, bất mãn nói, tiểu tạp chủng này vừa rồi mắng ta, các ngươi đánh hắn ta cho ta, đánh thật mạnh. Nếu xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm cho. Nhiếp Tiểu Lý lạnh giọng nói với nữ nhân kia, đại tẩu, có chuyện gì thì nói thẳng đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nữ nhân kia trừng mắt với Nhiếp Tiểu Lý, cái gì gọi là ta muốn làm gì? Ta thay trưởng bối trong gia tộc đến hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nhiếp Tiểu Lý im lặng, nàng tất nhiên biết suy nghĩ của trưởng bối là gì, nhưng nàng đã nhượng bộ một lần, thật sự không muốn nhượng bộ lần thứ hai. Nàng đã thối lui đến bờ vực, chỉ cần lui nữa là sẽ rớt xuống vực sâu không thấy đáy. Nữ nhân trước mắt đã hoàn toàn đánh mất nhân cách, rõ ràng lúc trước nàng ta cũng là người bị hại, bây giờ lại hãm hại người cùng cảnh ngộ với mình. Vợ tiếp viên hàng không, người không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Hạ Thiên lên tiếng, ngươi muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, không ai có thể can thiệp tự do của ngươi. Nếu có, ta chỉ dùng một quyền là có thể đánh nổ đám ngu ngốc đó. Lúc này, nữ nhân kia mới để ý đến Hạ Thiên. Nhìn trang phục của hắn, nàng ta mất hết cả hứng dò xét, ngươi thì tính cái gì? Ở đây có phần cho ngươi nói chuyện sao? Ngươi cút sang một bên cho ta, nếu không, ta cho ngươi đẹp mặt đấy. Đại tẩu! Hạ Thiên là bạn của ta, người có tức giận thì kiếm ta đây, không liên quan đến hắn. Nhiếp Tiểu Lý thấy nữ nhân kia giận chó đánh mèo Hạ Thiên, nhịn không được liền nói, bên phía gia tộc có ý gì, ta đã biết. Chuyện mà ta đã đồng ý, ta sẽ làm được, chỉ hy vọng bọn họ cũng đừng nuốt lời. Hừ, ngươi cho rằng tộc lão cũng lỗ mãng giống như ngươi sao? Đúng là thấp hèn không chịu nổi. Nữ nhân kia hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Nhiếp Tiểu Lý mà nói. Ngươi tốt nhất đuổi hai nam nhân kia đi, đừng để bọn họ bôi đen Nhiếp gia chúng ta. Ngươi không cần mặt mũi nhưng Nhiếp gia chúng ta cần. Nhiếp Tiểu Lý lạnh lùng nói, ta đã nhượng bộ mấy lần, các ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, làm ơn hãy tôn trọng ta một chút. Tôn trọng, một tiểu tiện nương, ngươi xứng sao? Gương mặt nữ nhân kia hiện lên sự khinh thường, mẹ ngươi là tiện nhân, ngươi cũng là tiện nhân. Nếu không phải Chiêm đại thiếu coi trọng ngươi, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói với ta, à. Lời còn chưa nói hết, mặt nàng ta đã bị một bạt tai. Ai, là ai đánh ta? Nữ nhân kia chấn kinh, hung hăng trừng mắt, có phải là ngươi hay không? Hạ Thiên ngược lại không phủ nhận, còn cười nói, đúng, chính ta đánh đấy, ngươi có ý kiến gì không? Tốt, rất tốt, nữ nhân kia tức đến mức muốn bể phổi, tay chỉ vào Hạ Thiên. Quát lớn với ba nam nhân kia, đây là do ngươi tự tìm. Các ngươi đánh chết hắn cho ta. Nhiếp Tiểu Lý đang định ngăn cản nhưng lại bị nữ nhân kia cản lại, ngươi cũng đừng đắc ý. Nếu tiểu tử này là bạn của ngươi, nhất định là do ngươi chỉ điểm. Nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, đừng trách ta tố cáo ngươi với các tộc lão.
Bành bành bành. Ba nam nhân kia còn chưa đến gần Hạ Thiên, người đã trực tiếp bay ngược ra ngoài, giống như bức tranh treo trên tường, gỡ cũng không gỡ xuống được. Cái này, nữ nhân kia kinh ngạc không thôi, gương mặt hiện lên sự khó tin, người rốt cuộc là ai? Hạ Thiên cười nói, ta là ai, loại ngu ngốc như ngươi không xứng để biết. Ta cho ngươi 3 giây, từ nơi này lăn ra ngoài. Bằng không, ta ném ngươi ra. Ngươi dám, nữ nhân kia nghe xong, hoàn toàn nổi bão, ta là nàng dâu trưởng tôn trưởng tử Nhiếp gia, phu nhân Nhiếp gia chủ tương lai. Ngươi tính là cái gì, a? À, lời còn chưa nói hết, nàng ta bỗng nhiên trượt chân, cả người trượt về phía sau, lảo đảo trượt đến cửa sổ, trọng tâm bất ổn, cả người rơi xuống. Nơi này chính là lầu 9. Không được. Nhiếp Tiểu Lý thấy vậy, không khỏi kinh hô một tiếng. Mặc dù nàng rất chán ghét vị đại tẩu này nhưng thấy nàng ta rơi ra ngoài, nàng vẫn không nhịn được mà kêu lên sợ hãi, vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn xuống. Hạ Thiên lười biếng nói, vợ tiếp viên hàng không, ngươi không cần lo lắng, lão bà kia nhất định là chết không kịp ngáp. Lần này ngươi gây ra họa lớn rồi. Nhiếp Tiểu Lý kinh hãi nói, mặc dù đại tẩu là người rất chán ghét, nhưng dù sao nàng ta cũng là người mà tộc lão chọn chúng. Ngươi giết nàng ta, ngươi tuyệt đối sẽ chọc giận đám lão già kia. Chỉ một đám ngu ngốc, không có gì đáng lo lắng. Hạ Thiên khinh thường nói, hơn nữa, lão bà kia tự mình ngã chết, chẳng liên quan gì đến ta. Nhiếp Tiểu Lý cười khổ, bây giờ nói chuyện này cũng không còn ý nghĩa. Đám lão gia hỏa ngoan cố kia còn lâu mới nghe ngươi giải thích. Tiếp theo, nàng quay sang ra lệnh cho ba nam nhân vẫn còn dính trên tường, chuyện hôm nay, mọi trách nhiệm sẽ do ta gánh. Các ngươi quay về bẩm báo lại chi tiết cũng được, thêm mắm thêm muối cũng được, nhưng đừng làm liên lụy bạn của ta. Vợ tiếp viên hàng không, cũng không cần phiền toái như vậy đâu. Cứ ném hết bọn chúng xuống dưới kia không được sao? Hạ Thiên Vân đạm phong khinh nói. Ba nam nhân kia thiếu chút nữa bị dọa đến tè ra quần, đành phải liên tục cam đoan, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Hạ tiên sinh, ngươi thả bọn họ xuống đi. Nhiếp Tiểu Lý nói với Hạ Thiên, giữ bọn họ ở đây cũng không có tác dụng gì đâu. Tộc lão bên kia nhất định cũng sẽ phái người khác đến. Hạ Thiên phất tay, vợ tiếp viên hàng không đã lên tiếng, các ngươi còn không mau cút đi. Lúc này, bọn họ mới từ mặt tường rơi xuống. Nửa khắc cũng không dám ở lâu, lộn nhào mà đi. Hạ tiên sinh, Thụy thần, hai người mau rời khỏi chỗ này đi. Nhiếp Tiểu Lý cân nhắc một chút, sau đó nói với Hạ Thiên và Ninh Thụy thần, ta vốn muốn nhờ mọi người bảo vệ ta, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại một chút, đúng là ta đã quá ích kỷ. Hạ Thiên hoàn toàn không để ý, cười nói, vợ tiếp viên hàng không, ta đã nói rồi, ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi không muốn. Không ai có thể ép ngươi, còn lại cứ giao cho ta xử lý. Hạ tiên sinh, ý tốt của ngươi ta xin nhận. Nhiếp Tiểu Lý không biết nên nói cái gì, khẽ cười, ta cũng cảm ơn hậu ái của ngươi. Nếu chúng ta đều độc thân, có lẽ ta sẽ đồng ý kết giao với ngươi. Đáng tiếc, chúng ta đã vô duyên vô phận, gặp nhau cũng không đúng lúc. Vợ tiếp viên hàng không, ngươi nói sai rồi. Hạ Thiên mỉm cười, ta cảm thấy đây mới là đúng lúc. Ngươi yên tâm đi, lễ đính hôn không diễn ra được đâu. Ngươi tốt nhất bỏ tâm tư muốn quấy rối đi. Nhiếp Tiểu Lý thật sự đang cân nhắc thay cho Hạ Thiên, mặc kệ Chiêm gia hay Nhiếp gia, tuyệt đối không có khả năng để buổi lễ đính hôn không thể diễn ra. Nếu không phải ta dùng cái chết để đe dọa, đoán chừng hôm nay đã là hôn lễ chính thức. Hai nhà tìm được nhân vật rất lợi hại, chuyên bảo vệ cho những bữa tiệc cưới. Mặc kệ người lợi hại bao nhiêu cũng không lợi hại bằng ta. Hạ Thiên ngạo nghễ nói, ta là Hạ Thiên, thiên trong vô địch thiên hạ. Thật sao, trong phòng vang lên tiếng cười nhạo, sau đó lạnh lùng nói, vậy để ta xem ngươi có bao nhiêu vô địch. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một luồng trưởng kình không một chút dấu hiệu lao về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên ngồi im không nhúc nhích, thậm chí mí mắt cũng không thèm nhấc, chỉ tùy ý phất tay đã hóa giải luồng khí kình. Chút khí lực đó là do ngươi chưa ăn cơm sao? Hạ Thiên lười biếng nói, còn nữa, nếu không muốn chết thì ra đây, còn không, ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Ngươi đúng là có chút thú vị. Không biết từ lúc nào, trong phòng xuất hiện thêm một người, là một nam nhân khoảng 35-36 tuổi, dáng người thẳng tắp, gương mặt trắng nõn, nhìn qua giường như có chút âm nhu.
Tuy nhiên, hắn ta nhìn nữ tướng nhưng ánh mắt lại mang theo khí thế hùng hổ, dọa người. Hạ Thiên hờ hững trả lời, tên ngớ ngẩn ngươi một chút thú vị cũng không có. Ta tên Nhiếp Côn Bằng, là đại ca của Tiểu Lý. Ngươi đến mỉm cười tự giới thiệu mình, thuận tiện nói một câu, nữ nhân vừa rồi bị ngươi ném xuống lầu là vợ của ta. Là vợ của ngươi thì thế nào? Nàng ta trượt chân té xuống, liên quan gì đến ta? Hạ Thiên đáp lại một câu. Nhiếp Côn Bằng cũng không dây dưa vấn đề này, cười nói, cho dù ngươi làm cũng không sao, ta cũng đã sớm muốn thay bà vợ khác, chỉ là trở ngại tình cảm, không tiện giết chết nàng ta. Cho nên, ta còn phải cảm ơn ngươi đấy. Vậy thì ngươi không phải là một thứ hàng tốt, Ninh Thụy Thần ở bên cạnh nhìn không được liền mắng, cho dù nàng ta xấu xí, tính cách không tốt, nhưng đó cũng là vợ của ngươi, ngươi lại đi mong nàng ta chết, đúng là cặn bã. Có thể nói như vậy. Nhiếp Côn Bằng gật đầu thừa nhận, cười ha hả nhìn Ninh Thụy Thần, từ nhỏ ta đã là đồ cặn bã, giết người không có 100 thì cũng 80, không thua kém gì ngươi. Ninh Thụy Thần bị ánh mắt kia làm cho sợ, toàn thân nổi cả da gà, đành phải núp sau lưng Hạ Thiên. Đại ca, sao ngươi lại đến đây? Nhiếp Tiểu Lý không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, nhịn không được liền hỏi. Nhiếp Côn Bằng nở nụ cười ý vị thâm trường, khóe miệng khẽ nhếch, ta không thể đến sao? À, dĩ nhiên không phải rồi. Từ nhỏ, Nhiếp Tiểu Lý đã có chút sợ hãi vị đại ca này của nàng, thậm chí còn không dám lớn mật nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn ta, chỉ là ta không nghĩ ngươi sẽ đến. Ta nhớ ngươi đã nói không hứng thú tham gia mấy chuyện tục sự này. Chuyện khác có thể không đến, nhưng lễ đính hôn của ngươi, sao có thể không đến được? Lời nói ban đầu của Nhiếp Côn Bằng còn nhẹ nhàng, nhưng về sau đã chuyển sang lạnh lẽo. Hắn ta hừ một tiếng, nếu ta không đến, ngươi còn không phải quậy đến lật trời sao? Sắc mặt Nhiếp Tiểu Lý có chút không dễ coi, chuyện của đại tẩu không liên quan đến Hạ Thiên và Ninh Thụy Thần, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Ngươi đừng lo lắng, ta đến không phải để truy cứu. Nhiếp Côn Bằng không kiên nhẫn nói, còn nữa, nữ nhân kia tạm thời chưa chết, bên dưới có người của ta đỡ lấy rồi. Mặc dù Nhiếp Tiểu Lý rất chán ghét vị đại tẩu đó, nhưng thật sự nàng cũng không có suy nghĩ muốn nàng ta chết, vậy thì tốt quá. Ngươi không muốn giới thiệu hai người bạn này của ngươi sao? Nhiếp Côn Bằng lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ý vị không rõ, trước hôm nay, cho đến bây giờ, chưa có người nào có thể đỡ được một trưởng của ta. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tùy ý nói, đó chỉ có thể nói ngươi quá phế vật. Ta là phế vật, Nhiếp Côn Bằng cười khẽ, có chút tự ngạo, từ nhỏ đến lớn, bất luận trưởng bối trong tộc hay là đồng đạo, tất cả đều nói ta là thiên tài tu hành trăm năm khó gặp. Ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì mà đánh giá ta? Đánh giá ngu ngốc và phế vật thì không cần tư cách. Hạ Thiên nói, lông mày Nhiếp Côn Bằng nhướng lên, sát khí xuất hiện. Lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, đừng tưởng rằng ngươi là bạn của Tiểu Lý thì có thể nói những lời này trước mặt của ta. Đại ca, ngươi đừng nóng. Nhiếp Tiểu Lý thấy hai người có dấu hiệu xung đột, lập tức lên tiếng, hắn là người bạn mà ta mới quen, tên Hạ Thiên, là bạn trai của Ninh Nhụy Nhụy. Người kia là Ninh Thụy Thần, là bạn học trước kia của ta. Ngươi là bạn trai của Ninh Nhụy Nhụy. Nhiếp Côn Bằng cau mày, một lần nữa đánh giá Hạ Thiên từ trên xuống dưới. Sau đó lắc đầu, ngươi một chút cũng không xứng với nàng ấy, ngươi từ bỏ đi. Hạ Thiên khó chịu nói, ta thấy ngươi không muốn sống, ngươi nên đi chết đi. Ngươi đúng là thú vị, một chút tự hiểu lấy cũng không có. Nhiếp Côn Bằng có chút hào hứng nói, vừa rồi ta dùng còn chưa đến 4 phần sức mạnh, ngươi có thể tiếp được, chỉ có thể nói võ công của ngươi cũng tạm. Ngươi sẽ không cho rằng ngươi vô địch thiên hạ chứ? Hạ Thiên cười nói, ta vô địch thiên hạ là sự thật. Chứ không phải cho rằng, người mới là người một chút tự hiểu lấy cũng không có đấy. Hôm nay là lễ đính hôn của em gái ta, là chuyện vui, không thể thấy máu được. Ánh mắt Nhiếp Côn Bằng hiện lên sát ý, ta tạm thời không làm khó dễ ngươi. Qua hôm nay, nếu ngươi không tránh xa em gái ta một chút, ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Hạ Thiên bật cười, nếu ta nói lễ đính hôn này không diễn ra được thì sao? Ngươi muốn quấy rối? Nhiếp Côn Bằng lạnh giọng hỏi lại. Hạ Thiên tùy ý đáp, ta xưa nay không có quấy rối. Tốt nhất là như vậy. Nhiếp Côn Bằng chậm rãi siết chặt nắm đấm, khớp nối vang lên kèn kẹt, bằng không, một quyền của ta đánh nổ đầu chó của ngươi.
nắm đấm mềm nhún của ngươi, ngoại trừ đậu hũ, đoán chừng cũng chẳng đánh nát được thứ gì. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói. Nhiếp Côn Bằng cảm thấy Hạ Thiên chẳng qua chỉ múa mép khua môi mà thôi, cũng lười nói nhiều với hắn. Hắn ta qua sang nhìn Nhiếp Tiểu Lý, trịnh trọng cảnh cáo: ta mặc kệ ngươi có bạn trai hay không, hoặc có thích Chiêm Văn Bân hay không, lễ đính hôn này cực kỳ quan trọng đối với Nhiếp gia, tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ sai lầm gì. Ngươi tốt nhất nên cân nhắc cho rõ ràng. Ta biết rồi, Nhiếp Tiểu Lý thở dài, bằng không, ta cũng sẽ không đồng ý. Hạ Thiên lên tiếng, vợ tiếp viên hàng không, ngươi đừng nghe tên ngốc này nói nhảm. Nếu ngươi không muốn, không ai có thể ép ngươi đồng ý cả. Nếu ngươi thật lòng thích em gái ta, ngươi nên chúc phúc cho nó chứ không phải nói mấy câu không có dinh dưỡng này. Nhiếp Côn Bằng hừ lạnh một tiếng, vẻ mỉa mai hiện rõ trên gương mặt, ngươi có thể mang em gái ta cao bay xa chạy, tuy nói không có tác dụng gì nhưng dù sao ta cũng sẽ xem ngươi là đại hán tử. Đáng tiếc, ngươi chẳng những không có cách, mà còn ở đây nổ vang trời. Ngươi chẳng khác gì phế vật. Ngươi mới là phế vật đấy. Hạ Thiên hờ hững nói, nàng ấy cố kỵ sống chết của đám ngu ngốc các ngươi, cho nên nàng ấy mới đồng ý đính hôn, ngươi còn mặt mũi nào ở đây mà nói nhảm. Ngươi đúng là không. Nhiếp Tiểu Lý kéo Hạ Thiên một chút, nói khẽ, ngươi đừng nói nữa. Sau khi đính hôn, ngươi chính là con dâu tương lai của Chiêm gia, hy vọng ngươi biết tự trọng. Đừng làm ra những chuyện khiến Nhiếp gia phải hổ thẹn. Nhiếp Côn Bằng cũng lười nói thêm câu nào, cảnh cáo Nhiếp Tiểu Lý, mặc kệ ngươi có quan hệ loạn thất bát tao ra sao, hay là cái gì khác, ngươi mau xử lý cho sạch sẽ đi. Đại ca, mặc dù ta kính sợ ngươi, nhưng lời này của ngươi lại khiến cho ta cách suy nghĩ khác. Nhiếp Tiểu Lý bất mãn nói, bọn họ là bạn của ta, giữa chúng ta cũng chẳng có quan hệ loạn thất bát tao gì cả. Nhiếp Côn Bằng nhướng mày, ngươi còn dám cãi lại. Ta chỉ là luận sự, hy vọng các người có thể tôn trọng bạn của ta một chút. Nhiếp Tiểu Lý lạnh nhạt nói. Quả nhiên là ngoan cố. Nhiếp Côn Bằng vung tay lên, muốn cho Nhiếp Tiểu Lý một bạt tai, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, vả miệng. Tuy nhiên, bàn tay vừa mới đến được một nửa bỗng nhiên thu hồi, Nhiếp Côn Bằng nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Bởi vì trong nháy mắt, hắn ta có một loại dự cảm không ổn. Nếu hắn ta đánh xuống cái tát này, rất có thể nó sẽ rơi vào mặt hắn ta. Đánh đi, tại sao không đánh? Hạ Thiên cười một tiếng. Nhiếp Côn Bằng không rõ vì sao lại có dự cảm đó, nhưng hắn ta có thể đoán được là do Hạ Thiên giở trò, vừa rồi vợ của ta là bị ngươi dùng chiêu này tát cho đúng không? Đầu óc ngươi không rõ ràng, ngay cả mắt cũng có vấn đề. Hạ Thiên cười nói, rõ ràng nàng ta tự tát mình, có liên quan gì đến ta sao? Xem ra, ngươi quả thật có chút bản lãnh, hẳn ngươi là đệ tử của một đạo môn nào đó. Lúc này, Nhiếp Côn Bằng đã coi trọng Hạ Thiên hơn một chút, ngươi là người của Long Hổ Sơn, hay là Mao Sơn, hoặc Sơn môn nào khác. Hạ Thiên nhếch miệng, ta chẳng phải Long Hổ Sơn, cũng không phải Mao Sơn. Ta là Thanh Phong Sơn. Thanh Phong Sơn, chưa từng nghe nói qua. Nhiếp Côn Bằng khẽ lắc đầu, hiển nhiên đang xem Hạ Thiên là đệ tử của một tiểu môn phái nào đó. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi biết một ít đạo thuật thì khoe khoang ở đây. Thế giới phức tạp hơn so với ngươi đã tưởng nhiều. Học được chút đạo thuật mèo quào ba chân thì đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ, ngươi cũng chỉ bôi đen sư môn của mình mà thôi. Hạ Thiên nhếch miệng, ta chẳng biết ngươi đang nói cái gì. Vậy thì không cần phải nói nữa. Nhiếp Côn Bằng cũng không kiên nhẫn, quay sang nói với Nhiếp Tiểu Lý, hôm nay, ta sẽ ở dưới lầu. Ngươi biết nó sẽ có ý gì chứ? Nhiếp Tiểu Lý đã hiểu. Xem ra, trưởng bối trong tộc sợ nàng làm loạn trong buổi tiệc đính hôn, cho nên mới cố ý sai đại ca của nàng đến tọa trấn. Tiểu tử ngươi cũng nghe luôn rồi chứ? Nhiếp Côn Bằng lại nói với Hạ Thiên, lễ đính hôn tối nay cực kỳ quan trọng, ngươi tốt nhất đừng nên quấy rối. Nếu không, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Chờ lễ đính hôn xong rồi, ta mới lĩnh giáo đạo thuật của ngươi. Ngớ ngẩn, Hạ Thiên ngáp một cái. Không thèm để ý đến Nhiếp Côn Bằng. Loại ngớ ngẩn tự cho là đúng, hắn gặp nhiều lắm, thậm chí cũng chẳng muốn ra tay dạy dỗ. Nhiếp Côn Bằng rất nhanh rời đi. Ninh Thụy Thần đưa mắt nhìn theo người này, một lát sau mới nói, vị đại ca này của ngươi đúng là kỳ quái. Sao, Nhiếp Tiểu Lý sửng sốt, ngươi nói ai kỳ quái? Không biết kỳ quái chỗ nào, nhưng cảm giác rất kỳ quái. Ninh Thụy Thần lắc đầu,
quay sang nhìn Hạ Thiên, anh rể, người có cảm thấy hắn ta rất kỳ quái không? Hạ Thiên thuận miệng đáp, ta không hứng thú chú ý một kẻ ngốc. Được thôi, có thể là do ta đã suy nghĩ nhiều. Ninh Thụy Thần lắc đầu, vỗ vỗ đầu của mình, ta về nhà ngủ thôi, nơi này không thích hợp với ta. Ngươi nên đi từ sớm mới đúng, Hạ Thiên bĩu môi nói. Nhiếp Tiểu Lý không dám ở chung một chỗ với Hạ Thiên, đành khuyên Ninh Thụy Thần, tiệc đính hôn còn chưa đến 2-3 tiếng nữa sẽ bắt đầu. Khi nào nó kết thúc thì ngươi đi luôn. Cũng đúng, Ninh Thụy Thần mỉm cười, ta cảm giác trong bữa tiệc đính hôn sẽ có không ít vở kịch hay. Nếu bỏ qua, ta nhất định sẽ hối hận. Bành! Cửa phòng một lần nữa bị người ta thô bạo đá văng, một bóng người vọt vào, thoáng nhìn Nhiếp Tiểu Lý, người chính là nữ nhân tối nay sẽ đính hôn với Chiêm Văn Bân. Ninh Thụy Thần cười nói, trò hay nhanh như vậy lại đến. Đúng, chính là ta tên Nhiếp Tiểu Lý. Nhiếp Tiểu Lý tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, biểu hiện khá bình tĩnh hỏi lại, xin hỏi vị tiểu thư này, ngươi là ai? Người đến là một cô gái trẻ tuổi, nhìn không quá 20, vẻ mặt kiêu ngạo quen thói đại tiểu thư, ánh mắt nhìn Nhiếp Tiểu Lý cực kỳ bất thiện. Ta tên Nhậm Ngữ Đồng, chắc ngươi cũng biết ta là ai? Cô gái thu hồi ánh mắt, khinh thường nói, ngươi nhìn chẳng xinh đẹp chút nào, dựa vào cái gì mà được đính hôn với Văn Bân? Nhiếp Tiểu Lý thở dài, lắc đầu nói, thật ngại quá, ta chẳng biết ngươi là ai. Chuyện đính hôn cũng không phải ta có thể quyết định. Nếu ngươi có ý kiến, ngươi có thể đến Chiêm gia, xem bọn họ có thể thay đổi chủ ý hay không. Nếu thành công, ta cũng sẽ cảm ơn ngươi. Hừ, bớt làm bộ đi. Nhậm Ngữ Đồng lạnh lùng nhìn Nhiếp Tiểu Lý, có chút khinh bỉ nói, ta nói cho ngươi biết, người mà Văn Bân thích là ta. Ngươi nên kết hôn với hắn ta cũng phải là ta. Là con tiện hồ ly ngươi câu dẫn hắn ta, dùng quyền thế gia tộc bức Văn Bân không thể không đính hôn với ngươi. Nhiếp Tiểu Lý cảm thấy bất đắc dĩ, cũng lời giải thích, ngươi nói vậy thì là vậy đi. Vậy xin hỏi Nhậm tiểu thư, bây giờ ngươi đến là để làm gì? Đương nhiên là đến bảo ngươi cút đi. Nhậm Ngữ Đồng có chút hùng hổ dọa người, giọng điệu không để thương lượng, Chiêm Văn Bân là nam nhân có phẩm chất cao nhất, còn ta là nữ nhân có phẩm chất cao nhất trong nhân loại. Hai chúng ta mới là người mà ông trời tác hợp, còn ngươi chỉ là chủng loại thấp kém nhất, hoàn toàn không xứng với Văn Bân. Ngươi tốt nhất nên rời khỏi đây, đừng dây dưa nữa. Nữ nhân, nam nhân có phẩm chất cao nhất trong nhân loại. Ninh Thụy Thần nghe được thuyết pháp vô cùng mới lạ, nhịn không được bật cười, còn nói người khác thấp kém, chẳng lẽ các ngươi là lợn giống sao? Là một đôi ông trời tạo ra. Ngươi, Nhậm Ngữ Đồng bị Ninh Thụy Thần chọc giận. Chỉ tay vào Ninh Thụy Thần, ngươi là ai? Một con chó hoang ở đâu ra, dám sủa loạn với bổn tiểu thư? Ninh Thụy Thần thản nhiên nói, đúng, ta là chó hoang, vậy ngươi chính là chó trong nhà. Ngươi muốn ăn đòn đúng không? Tính tiểu thư của Nhậm Ngữ Đồng trong nháy mắt xông lên, quay đầu nói với Bảo Tiêu đầu chọc đứng đằng sau, ngươi, ném hắn ta ra ngoài cho ta. Thân hình Bảo Tiêu đầu chọc rất lớn, cao ít nhất 2 mét, khổ người kinh người. Nghe mệnh lệnh, hắn ta lập tức bước đến trước mặt Ninh Thụy Thần, hai bàn tay như hai cái quạt hương bổ chộp vào bả vai Ninh Thụy Thần. Anh rể, cứu ta! Ninh Thụy Thần giật mình, lập tức núp đằng sau lưng Hạ Thiên. Không hứng thú, không cứu. Hạ Thiên vẫn nằm trên ghế salo, có chút lười nhác bĩu môi, mấy thứ ngu ngốc như vậy cũng không đối phó được, tại sao tiểu muội chân dài lại có thứ em trai rác rưởi như ngươi chứ? Không phải chứ? Nói thế nào ta cũng là em vợ của ngươi mà, Ninh Thụy Thần có chút bất mãn nói. Nhậm Ngữ Đồng sửng sốt 2-3 giây, bỗng nhiên hiểu được ý trong lời nói của Hạ Thiên, không khỏi nổi bão, ngươi mắng ai là ngu ngốc chứ? Ai đáp lại thì chính là người đó, Hạ Thiên cười nói. Nhậm Ngữ Đồng tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nghiến răng mắng, Hải Hòa Thượng, ngươi mau đánh hai người bọn họ một trận cho ta, sau đó ném ra ngoài. Bảo Tiêu đầu chọc tuân lệnh, lập tức đưa tay ra. Bốp! Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thuận tiện gạt hai tay của Bảo Tiêu đầu chọc, đừng làm phiền ta, mau cút sang một bên. A! À, Bảo Tiêu đầu chọc đau đến rụt tay, không khỏi quay đầu nhìn Nhậm đại tiểu thư. Hải Hòa Thượng, ngươi nhìn ta làm gì, đánh hắn cho ta. Ngươi là phế vật à! Nhậm Ngữ Đồng nhìn Hạ Thiên có chút chướng mắt, trực tiếp ra lệnh, đánh chết, đánh tàn phế cho ta. Có gì bổn tiểu thư sẽ chịu trách nhiệm,
không cần ngươi chịu. Nhiếp Tiểu Lý nghe xong, cũng có chút tức giận, lạnh lùng nói, Nhậm đại tiểu thư, đây là phòng của ta. Bọn họ là bạn của ta, ngươi không cảm thấy mình quá đáng sao? Quá đáng cái gì? Nhậm Ngữ Đồng một chút cũng không cảm thấy bản thân có lỗi, bọn họ dám mắng bổn tiểu thư là chó, vậy bọn họ đang sỉ nhục Nhậm gia chúng ta. Vậy thì người đó đáng chết, nếu ngươi có ý kiến, cũng đừng trách ta đánh ngươi luôn. Ngươi thử một chút đi, Nhiếp Tiểu Lý nhìn thì yếu đuối, thật ra trong nhu có cương, cũng giống như Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh cũng là trong nhu có cương, nhưng nhiều nhất là 7 phần nhu 3 phần cương. Nếu chủ ý đã được quyết định, có ngọc thạch câu phần cũng sẽ không thay đổi. Nhiếp Tiểu Lý lại là cương nhu giao hòa, nhìn giống như yếu đuối dễ khi dễ, thật ra là lười so đo. Có đôi khi cũng sẽ vì cố kỵ lợi ích của người khác mà đưa ra nhượng bộ. Tuy nhiên, cho dù có nhượng bộ, cũng sẽ vì tất cả mà chống cự lại. Cũng giống như nàng vì gia tộc, đồng ý đính hôn với Chiêm Văn Bân, nhưng cũng không đại diện nàng sẽ tuyệt đối nghe theo Chiêm gia, cũng sẽ không vì thế mà từ bỏ nguyên tắc của mình. Ngươi thử xem, Nhậm Ngữ Đồng hiển nhiên quen thói đại tiểu thư, được nuông chiều thành quen, đã thả rồi sẽ không thu. Tuy nhiên, hoàn khố thì đều là như vậy, không phân biệt nam nữ. Nàng ta lập tức ra lệnh cho Bảo Tiêu đầu trọc, Hải Hòa Thượng, mau dạy ba người kia một bài học. Tuy nhiên, ngươi nhẹ tay với Nhiếp tiểu thư một chút, đừng đánh vào mặt. Bảo Tiêu đầu trọc lập tức giống to, chộp tay vào Nhiếp Tiểu Lý trước. Nhiếp Tiểu Lý đang đứng trước người Hạ Thiên và Ninh Thụy Thần. Mặc dù có chút sợ hãi nhưng cũng không lui lại nửa bước, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bảo Tiêu đầu trọc. Bành! Tay Bảo Tiêu đầu trọc còn chưa đụng được Nhiếp Tiểu Lý, cả người đã bay ngược ra ngoài, cơ thể cao lớn thậm chí ngay cả khung cửa cũng đụng gãy, ngã sắp xuống hành lang. Đúng là phế vật. Nhậm Ngữ Đồng thấy Bảo Tiêu đầu trọc bị đạp bay ra ngoài, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không quá giật mình. Nghĩ không ra người cũng đã mời được Bảo Tiêu cho mình. Nhậm Ngữ Đồng hiển nhiên cho rằng Hạ Thiên và Hồng Thịnh là Bảo Tiêu Nhiếp Tiểu Lý mời đến, quả nhiên cũng chẳng phải thứ gì tốt. Nếu không, người mời Bảo Tiêu làm gì? Người nói nghe tức cười quá. Ninh Thụy Thần cảm thấy quá buồn cười cho logic của nữ nhân trước mặt, không nói trước ta và anh rể của ta có phải Bảo Tiêu hay không, người nói như vậy không khỏi quá tức cười. Người mời Bảo Tiêu thì không sao. Người khác mời Bảo Tiêu thì không phải người tốt. Nhậm Ngữ Đồng đương nhiên nói, đó là đương nhiên rồi, bởi vì Bảo Tiêu không phải ta mời mà là nuôi từ nhỏ trong gia đình. À, Ninh Thụy Thần im lặng, chỉ có thể nói nhà của ngươi đúng là có tiền. Hà đạo sĩ, Hồ Nho Sinh, hai người tiến lên đi. Nhậm Ngữ Đồng cũng không tức giận, ra lệnh cho hai Bảo Tiêu còn lại, hôm nay, các ngươi nhất định phải cho bọn họ một bài học. Nếu không... Các ngươi cút hết cho ta không cần phế vật làm Bảo Tiêu. Hai Bảo Tiêu đeo kính dâm lập tức tuân lệnh, nhấc lên 12 phần tinh thần. Bọn họ không giống Bảo Tiêu bình thường, tất cả đều là cô nhi, từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện ở Nhậm gia, sứ mệnh suốt đời chính là bảo vệ người của Nhậm gia. Từ nhỏ bọn họ đã tiếp nhận giáo dục phong kiến chủ nhục thần tử, tất nhiên đối với Nhậm tiểu thư nói gì nghe nấy. Tên của đám hộ vệ này nghe có vẻ thú vị thật. Ninh Thụy Thần mỉm cười, Hải Hà Hồ, Hòa Thượng đạo sĩ Nho Sinh, chẳng lẽ Nhậm gia các ngươi là hoàng thân quốc thích, hay là tiên gia thần quyến? Đại Thanh vong bao nhiêu năm rồi, thần tiên cái gì cũng chỉ là nói nhảm. Chỉ có thể nói Nhậm gia các ngươi đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Mắc mớ gì đến ngươi? Nhậm Ngữ Đồng tức đến mức quát lớn, các ngươi xé rách miệng hắn ta cho ta. Đủ rồi. Nhiếp Tiểu Lý thấy đối phương đúng là không biết nói lý, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Hạ Thiên cười một tiếng, nói với Nhiếp Tiểu Lý, vợ tiếp viên hàng không, bây giờ mà ngươi còn chưa biết rõ sao? Nàng ta muốn đến phá lễ đính hôn đấy. Ta đã nói rồi, ngươi tìm ta cũng vô dụng thôi. Nhiếp Tiểu Lý đương nhiên biết, chẳng qua nàng cảm thấy cách mà đối phương đang làm quá ngu xuẩn, ta chẳng hứng thú với Chiêm Văn Bân. Lễ đính hôn cũng là do ta yêu cầu. Bởi vì Chiêm gia muốn tổ chức hôn lễ luôn. Ta cũng chẳng biết quan hệ giữa ngươi và Chiêm Văn Bân như thế nào, nhưng cho dù ngươi giết ta, bọn họ cũng sẽ lấy thi thể của ta tiếp tục lễ đính hôn, ngươi hiểu chưa? Ngươi quả nhiên nói hưu nói vượn, chỉ biết nói xấu Chiêm gia và Văn Bân. Khóe miệng Nhậm Ngữ Đồng nhếch lên nụ cười ý vị thâm trường, những lý do này của ngươi,
Văn Bân đã sớm nói với ta rồi, gần như một chữ cũng không sai. Ngươi cho rằng ta có tin hay không? Nhiếp Tiểu Lý hoàn toàn bó tay. Nữ nhân này đã bị Chiêm Văn Bân tẩy não hoàn toàn, đã như thế, nhiều lời cũng vô ích. Ngươi muốn thế nào thì thế đó đi, nhưng thứ cho ta không thể phụng bồi. Hừ, hôm nay, trước khi lễ đính hôn bắt đầu, ta sẽ đùa chết ngươi. Nhậm Ngữ Nồng rốt cuộc cũng nói thẳng ra ý đồ của mình, ta nói cho ngươi biết, cho dù các ngươi đính hôn, trước mặt bổn tiểu thư, ngươi chẳng là cái thá gì. Nhiếp Tiểu Lý im lặng, chỉ có thể cảm thán, đúng là đầu óc có bệnh. Hạ Thiên mỉm cười nói, vợ tiếp viên hàng không, lần này ngươi nói chuẩn đấy. Đầu óc nàng ta xác thực có bệnh. Người có bệnh là các ngươi đấy. Nhậm Ngữ Nồng hừ lạnh một tiếng, Hà đạo sĩ, Hồ Nho Sinh, các ngươi còn do dự gì nữa, còn không mau tiến lên cho ta. Tuy nhiên, Hai Bảo Tiêu lại đứng bất động, giống như không nghe thấy mệnh lệnh của Nhậm đại tiểu thư. Ta bảo các ngươi ra tay, các ngươi điếc hay sao? Nhậm Ngữ Nồng tức đến toàn thân phát run, chỉ vào hai người kia mà quát, các ngươi có tin ta cắt lỗ tai của ngươi hay không? Trong mắt Hai Bảo Tiêu chuyển động nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích. Bọn họ há miệng muốn nói chuyện nhưng lại không thể phát ra được một chút âm thanh nào. Làm gì, nháy mắt ra hiệu với ta. Có bệnh à, Nhậm Ngữ Nồng không biết tại sao bọn họ lại như vậy, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không ra tay, các ngươi đi chết cho bổn tiểu thư đi. Gương mặt Hạ Thiên hiện lên sự trào phúng, cười nói, đừng kêu nữa, bọn họ không nghe ngươi đâu. Lời này của ngươi có ý gì? Nhậm Ngữ Nồng cảm giác có chút không đúng nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào, bọn họ không nghe ta, chẳng lẽ sẽ nghe ngươi sao? Bọn họ đương nhiên sẽ nghe ta, hơn nữa cũng chỉ nghe lời ta. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Nhậm Ngữ Nồng một chút cũng không tin lời Hạ Thiên nói, Hà đạo sĩ, Hồ Nho Sinh, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, các ngươi đánh chết hắn, không cần lưu tình. Hai Bảo Tiêu kia vẫn bất động như cũ. Này, hai tên ngốc các ngươi, mau khiêng nữ nhân xấu xí kia đi cho ta. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thuận miệng phân phó. Chỉ thấy Hai Bảo Tiêu lập tức hành động, tiến lên cặp nách Nhậm Ngữ Nồng. Hai cẩu nô tài các ngươi muốn làm gì, mau thả ta xuống. Nhậm Ngữ Nồng không khỏi rằng co, nhưng một cô gái yếu đuối làm sao có thể là đối thủ của Hai Bảo Tiêu, đành phải kêu gào, nếu các ngươi còn không buông ra, ta bảo cha ta giết chết các ngươi. Nhiếp Tiểu Lý sợ Hạ Thiên lại nói những câu khó nghe, lập tức nói, Hạ Thiên, nàng ấy không phải người xấu, đừng. Lời còn chưa nói hết, Hạ Thiên đã khoát tay, mau bảo nàng ta cút xa ta, càng xa càng tốt. Hai Bảo Tiêu kia giống như không nghe thấy, khiêng Nhậm Ngữ Nồng xông ra ngoài, rất nhanh tiến vào thang máy, chạy xuống lầu 1, sau đó chạy đến cửa khách sạn, bằng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài, cho đến khi biến mất. Sát thủ A Sai rời khỏi khách sạn Quế Thành, nhất thời không biết nên đi đâu. Nghĩ lại, hắn ta cảm thấy nên đến câu lạc bộ Ngự Đế Vân trước. Hạ Thiên tha cho hắn ta một mạng, hắn ta cảm thấy không thể không đáp lại. Huống chi, đồng nghiệp của hắn ta cũng dám bắt hắn ta cõng nồi, thù này không thể không tính. Nhưng, ngoại trừ chỉ biết gương mặt của người kia, trong tay hắn ta hoàn toàn không một chút tin tức. Cho dù có tìm được người cũng không phát huy tác dụng quá nhiều. Phương thức khả thi hơn chính là tìm người đại diện của tổ chức sát thủ ở Quế Thành, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, rồi tìm tất cả những sát thủ đã xuất hiện ở Quế Thành, rồi dần dần loại bỏ. Đây là phương pháp ngu ngốc nhất nhưng cũng là biện pháp nhanh nhất. Mẹ nó, quả thật là cưỡi lừa tìm ngựa. Sát thủ A Sai phỏng đoán cả nửa ngày, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, rốt cuộc cũng nhớ đến. Đại diện tổ chức sát thủ ở Quế Thành không phải Lạc Ca sao? A Sai vội vàng chạy đến Ngự Đế Vân, đến hậu viện. Lúc đó, Chiêm Văn Bân bảo hắn ta xử lý thi thể Lạc Ca và Chiêm Thiên Thiên, hắn ta chưa quen cuộc sống ở Quế Thành, vì thế hắn ta đã chôn bọn họ ở hậu viện. Chẳng qua khi hắn ta đến hậu viện, hắn ta phát hiện chỉ còn lại một cái hố. Một cái hố khác đã bị người ta đào, thi thể bên trong cũng không cánh mà bay. Chuyện gì xảy ra thế? Trong lòng A Sai run lên, toàn thân căng như dây đàn, cảnh giác nhìn xung quanh. Đợi một lát, hắn ta phát hiện chung quanh không có ai mai phục, hắn ta mới chậm rãi bước đến gần cái hố. Hố này vừa nhìn là biết, thi thể của Chiêm Thiên Thiên đã không còn.
chẳng lẽ Chiêm đại thiếu gia đã cho người đào lên? A Sai sờ vào lớp đất, vẫn còn ướt, rõ ràng mới đào chưa được bao lâu, hay là có người khác muốn đối phó Chiêm gia? Suy nghĩ một chút, A Sai vẫn không có đầu mối, hắn ta quyết định không suy nghĩ thêm. Ta nên xem Lạc ca như thế nào? A Sai mang đến một cái xẻng, nhẹ nhàng đào đất bên trên. Bên dưới là một quan tài giản dị, cắm một chiếc ống nhỏ thông từ bên trong quan tài ra ngoài. A Sai nhẹ nhàng ghé lỗ tai vào quan tài, nhẹ giọng hỏi, Lạc ca, ngươi còn sống không? Trong quan tài không có ai trả lời nhưng lại có tiếng hít thở yếu ớt. Để ta đưa ngươi ra, A Sai thận trọng mang quan tài ra ngoài, sau đó đưa vào trong phòng. A Sai nhẹ nhàng mở nắp quan tài, bên trong quả nhiên là Lạc ca. Sắc mặt Lạc ca vô cùng trắng bệch, hơi thở cũng rất yếu ớt, nhưng tốt xấu vẫn còn sống, vẫn chưa chết. Lạc ca, ngươi đừng có nhìn ta như vậy. A Sai cũng không ôm Lạc ca ra khỏi quan tài, nhẹ giọng giải thích, lúc đó, nếu ta không đâm ngươi một dao, hai chúng ta sẽ chết hết. Hơn nữa, ngươi còn không rõ đao pháp của ta sao? Ta ra tay, ngươi mới có cơ hội sống sót. Bây giờ, chẳng phải ngươi còn sống sao? Lạc ca vô lực nháy mắt, lời gì cũng không nói. Lạc ca, ta cần ngươi giúp một chút, ngươi có thể chịu đựng được không? A Sai mang đeo máy thở oxy cho Lạc ca xong, lại hỏi, ngươi chính là tổng quản lý sát thủ Quế Thành đúng không? Lạc ca nhìn hắn ta một cái, sau đó chớp mắt, xem như thừa nhận. Vậy là được, A Sai nói qua một lần chuyện mà hắn ta gặp phải ở khách sạn Quế Thành, ta nhất định phải tìm cho ra bằng được tên sát thủ đó. Bằng không, đoán chừng đầu chúng ta sẽ khó giữ được. Trong máy tính của ta có lưu lại nhật trình nhiệm vụ. Lạc ca thở hổn hển mấy lần, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi cầm đi, về sau vị trí này là của ngươi. Chỉ cần Chiêm gia vẫn còn, ta không thể ở lại Quế Thành được nữa. A Sai lấy laptop của Lạc ca đến. Sau khi khởi động máy, hắn ta nhập mật mã Lạc ca đọc ra, mở file nhật trình công việc của sát thủ. Nghĩ không ra, Lạc ca ngươi lại còn là người đại diện liên minh sát thủ tam tinh. Gương mặt A Sai hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Liên minh sát thủ là mạng lưới sát thủ cấp thế giới, được xem là một vòng sinh thái sát thủ hoàn chỉnh, trong vòng một tuần gần đây, Quế Thành tiếp nhận tổng cộng 72 đơn nhiệm vụ. 100 vạn thù lao trở xuống có 55 đơn, 100 vạn đến 500 vạn có 17 đơn. Những thứ này đều không phải. Người mở file đã được mã hóa đó. Lạc ca hữu khí vô lực nói, ở đó có những nhiệm vụ rất đặc biệt. Trải qua một phen giải mã. A Sai quả nhiên nhìn thấy ba nhiệm vụ được đánh dấu 5 ngôi sao. Trong đó có hai màu đỏ, một màu đen. Lạc ca, đây là gì vậy? A Sai không hiểu hỏi. Màu đen là nhiệm vụ trường kỳ, chỉ cần mục tiêu không chết, sát thủ không ngừng được phái đi chấp hành. Sức khỏe Lạc ca dần dần tốt hơn, lên tiếng giải thích, nhân vật mục tiêu xuất hiện ở đâu, quản lý sát thủ nơi đó nhất định phải phát ra nhiệm vụ. A Sai lại hỏi, thế hai cái màu đỏ thì sao? Lạc ca nghiêm túc đáp lại, màu đỏ trên cơ bản thuộc về nhiệm vụ bất khả thi, nhưng cố chủ lại không chịu từ bỏ, còn không ngừng tăng giá. Ta có thể xem qua những tư liệu đó không? A Sai nhìn không được sự hiếu kỳ trong lòng. Vốn ngươi không thể xem những tư liệu này. Lạc ca ho nhẹ một tiếng, đau đến mức cơ mặt giật giật, một lát sau mới bình tĩnh lại, nhưng vị trí này về sau sẽ thuộc về ngươi. Ngươi có xem hay không thì tùy ngươi. Nếu Lạc ca đã nói như vậy, A Sai không chút do dự mở văn kiện màu đỏ đầu tiên. Lập tức một lượng lớn thông tin nhảy ra ngoài, xuất hiện trên màn ảnh. Đẳng cấp, màu đỏ 5 sao. Nhân vật mục tiêu, giữ bí mật, tiếp đơn có thể nhìn thấy. Thông tin thân phận, tạm thời chưa có, tiếp đơn có thể thấy được. Thông tin cố chủ, tuyệt mật. Phương thức chỉ định. Chỉ cần có thể giết chết mục tiêu, phương pháp phương thức nào cũng có thể chấp nhận. Ghi chú, hủy thông tin sau khi đọc. Sau 3 giây, thông tin liền biến mất. Toàn bộ văn kiện cũng biến thành màu xám, không cách nào mở lại, trừ phi tiếp nhận nhiệm vụ. Đây là cái thứ đồ chơi gì thế? A Sai xem xong, không khỏi phát mộng, ngay cả mục tiêu là ai cũng không biết, làm sao mà giết. Lạc ca hữu khí vô lực cười nói, cái này cũng giống như lần trước ngươi đi giết Hạ Thiên vậy đó, hoặc cố chủ cũng không rõ ràng mục tiêu là ai, hình dạng thế nào, hoặc mục tiêu lợi hại vượt quá sự tưởng tượng. Người có gan tiếp nhận đơn này,
tất nhiên có bản lãnh tra ra được mục tiêu là ai. Được, xem ra làm sát thủ cũng không phải chuyện đơn giản. A Sai lắc đầu, tuy nhiên thứ này cũng không khiến hắn ta từ bỏ lòng tin trở thành sát thủ. Mục tiêu nhân sinh của hắn ta chính là sát thần Ngải Luân. Tiếp theo, hắn mở file màu đỏ thứ hai. Đẳng cấp, màu đỏ 5 sao. Mục tiêu. Người này không phải là, A Sai mở to mắt nhìn, có chút không thể tin được điều mà mình nhìn thấy. Lạc Ca thở dài, người biết là được rồi. Người cũng đừng nhận nhiệm vụ này, cũng đừng phái ai đi. Nếu giết không được, tuyệt đối còn rước họa vào thân. Vâng, cho dù A Sai không phải người Hoa nhưng cũng biết mục tiêu này lợi hại. Coi như hắn ta chưa xem qua đi. Rất nhanh chỉ còn lại file màu đen. Đẳng cấp, màu đen 5 sao. Nhân vật mục tiêu, Nhiếp Tiểu Lý. Thông tin thân phận. Cố chủ, giữ bí mật, tiếp đơn có thể nhìn thấy. Phương thức chỉ định, đầu độc. Tiền thù lao dự định, 5.000 vạn đô la. Tiến độ nhiệm vụ, đang chấp hành. Ghi chú, đã đầu độc 372 lần, tất cả đều thất bại. Chẳng lẽ nữ nhân này giết không chết sao? A Sai sửng sốt, nếu hắn nhớ không lầm, một trong hai nữ nhân ở cùng với Hạ Thiên ở khách sạn chính là Nhiếp Tiểu Lý, hình như còn là vị hôn thê của Chiêm Văn Bân. Nhiệm vụ này, Chiêm Đại Thiếu có biết không? A Sai nhìn không được liền hỏi. Ánh mắt Lạc Ca hiện lên sự nghi ngờ, ta cũng không biết nữa, nhưng sáng nay đã có ba người tiếp nhiệm vụ này rồi. Ba người, A Sai ngẩn người, không phải nói sát thủ không thể nhận cùng một nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ bình thường, dễ dàng hoàn thành, nhận cùng một nhiệm vụ chẳng khác nào đoạt tiền của người khác. Lạc Ca nói, mấy nhiệm vụ lâu dài này, còn chỉ định phương thức giết người, nội tình bên trong nhất định không đơn giản. Cho nên, mặc kệ có bao nhiêu người tiếp cũng không thành vấn đề, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành là được. A Sai liền hỏi một vấn đề mà hắn ta cực kỳ quan tâm, tiền tính như thế nào? 7 phần cho sát thủ ám sát thành công. 3 phần còn lại chia đều cho những sát thủ đã chấp hành nhiệm vụ qua. Lạc Ca nhìn biểu hiện của A Sai, không khỏi cười khổ, quản lý sát thủ không dễ làm. Đương nhiên, nếu ngươi có thể trở thành thành viên của ám ảnh đoàn thì lại khác. Quản lý sát thủ lại càng khó thực hiện. A Sai không khỏi líu lưỡi. Hắn ta còn tưởng rằng người đại diện của sát thủ chính là người giúp sát thủ tiếp đơn, sau đó ngồi chờ chia tiền mà thôi, không nghĩ đến lại phức tạp đến như thế. Ta nhất định phải biết được ba người ám sát Nhiếp Tiểu Lý. A Sai do dự một hồi, loại bỏ những suy nghĩ loạn thất bát tao, nói với Lạc Ca, nếu không tìm được người này, làm sao ta có thể đối mặt với đại sư huynh tương lai? Lạc Ca kỳ quái hỏi thăm, vị đại sư huynh tương lai của ngươi là ai? Hạ Thiên, A Sai thành thật đáp, ta đã quyết định, nhất định phải bái sát thần Ngải Luân làm thầy. Đến lúc đó, Hạ Thiên chính là đại sư huynh của ta. Suy nghĩ của ngươi đúng là cái rắm. Lạc Ca đả kích, sát thần Ngải Luân còn có một đứa con gái. Ám ảnh đoàn cũng là do ông ấy sáng lập, ngươi có thể gặp được Ngải Luân hay không còn là ẩn số. A Sai nói, đây chính là mục tiêu nhân sinh của ta, có thể thành hay không là một chuyện. Có hay không lại là chuyện khác. Ngươi cứ tự nhiên, dù sao, về sau ta cũng không quản ngươi nữa. Lạc Ca bỗng nhiên rạch phần ra cánh tay trái. Móc một con chip từ trong khối thịt của mình ra, đưa cho A Sai, người đi tìm Tony, cắm cái này vào cánh tay, về sau ngươi chính là người đại diện chính thức của liên minh sát thủ. Ta cứu ngươi, ngươi cứu ta, chúng ta xem như thanh toán xong. Được, A Sai cũng không làm giá, quyết định cầm lấy con chip, ngừng 2 giây, sau đó lau lau vào áo Lạc Ca. Lạc Ca tức giận đến muốn đánh người, mẹ nhà ngươi. A Sai suy nghĩ một chút. Sau đó tiếp nhận nhiệm vụ ám sát Nhiếp Tiểu Lý. Tiếp theo, hắn ta nhìn thấy một cột thông tin của cố chủ, không khỏi sửng sốt, nhiều người muốn nàng ta chết như vậy, nàng ta cũng quá thảm rồi. Chiêm gia, ta xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Sau khi mở mắt, Chiêm Văn Bân trải qua hơn nửa tiếng giảm sóc mới dần dần khôi phục thần trí, nhưng toàn thân trên dưới không còn chút sức lực nào, không khỏi lên tiếng hỏi một câu. Người bị trúng độc. Hàn thần y vừa mới giúp ngươi giải trừ độc tính. Chiêm Cao Hạc ôn hòa trả lời. Mã Khiết Thần nghe xong, trong lòng rất không thoải mái nhưng vẫn nhịn được, không tiếp tục lắm miệng. Tại sao con lại bị trúng độc? Gương mặt Chiêm Văn Bân lộ ra vẻ khó hiểu.
Chiêm Cao Hạc liền hỏi, Văn Bân, ngươi nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ, rốt cuộc là ngươi trúng độc vào lúc nào? Là ai đã hạ độc ngươi? Ai đã hạ độc con? Chiêm Văn Bân cau mày, càng nghĩ lại càng không có manh mối quá lớn, đành phải ôm đầu con đau quá. Vậy ngươi đừng suy nghĩ nữa. Chiêm Cao Hạc cũng không muốn thúc ép quá gấp, việc cấp bách bây giờ là hoàn tất lễ đính hôn. Sức khỏe của ngươi chịu được không? Chiêm Văn Bân gật đầu, hẳn không thành vấn đề. Hàn thần y, ngươi có biết con trai của ta trúng độc gì không? Chiêm Cao Hạc quay người trở lại, một lần nữa hỏi lão giả Dâu Ria. Hàn y sư lắc đầu. Thật ra, trong lòng ông đã có chút phỏng đoán nhưng vẫn còn chưa được chứng thực, cụ thể là độc gì, lão hủ còn chưa dám khẳng định. Tuy nhiên, rất có thể Chiêm công tử không phải trúng độc vào ngày hôm nay, mà hôm nay độc mới phát tác. Nhất định là có người đã khơi ra. Có người khơi ra, Chiêm Văn Bân lộ vẻ trầm tư. Văn Bân, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ, hôm nay ngươi đã tiếp xúc với người nào? Chiêm Văn Bân nghiêm túc nói, chúng ta sẽ loại bỏ từng bước. Người hạ độc tuyệt đối là đại địch của Chiêm gia. Nếu ngươi gặp bất chắc, lễ đính hôn sẽ không tiến hành được. Đến lúc đó tất nhiên sẽ làm chậm trễ đại kế phục hưng của Chiêm gia ta. Người này rất đáng chết, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn ta được. Trong lòng Chiêm Văn Bân đương nhiên cũng có đối tượng hoài nghi. Người đầu tiên mà hắn ta nghĩ đến chính là người đã quấy rối vị hôn thê của hắn ta, Hạ Thiên. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn ta lại cảm thấy không có khả năng. Bởi vì ngay từ đầu đến cuối, hắn ta và Hạ Thiên chưa từng tiếp xúc gần qua. Tiếp theo, hắn ta nghĩ đến thuộc hạ của mình, Lạc Ca, nhưng rồi lại lắc đầu phủ định. Càng nghĩ, lại càng không có chút manh mối nào cả. Được rồi, trước đừng lãng phí thời gian cho vấn đề này nữa. Chiêm Cao Hạc nhìn thấy biểu hiện của con trai mình như thế, đành lên tiếng. Chiêm gia chủ, việc này tuyệt đối không thể qua loa. Hàn y sư hợp thời nhắc nhở, độc của lệnh công tử chỉ là tạm thời ngăn chặn, cũng không thể hóa giải hoàn toàn. Hơn nữa, nếu người kia biết lệnh công tử không chết, chỉ sợ sẽ còn tiếp tục hạ độc thủ, tuyệt đối không được chủ quan. Vừa dứt lời, Chiêm Văn Bân chỉ thấy miệng ngọt ngọt, sau đó lại phun ra một ngụm máu. Văn Bân, ngươi không sao chứ? Chiêm Cao Hạc giật mình, cuống quýt bước đến đỡ Chiêm Văn Bân, sau đó quay sang nói với lão giả Dâu Ria. Hàn thần y, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải ngươi nói độc tính đã tạm thời được chế trụ sao? Kể cũng lạ, ích độc đan của lão hủ hẳn phải có tác dụng mới đúng chứ? Hàn y sư tiến lên kiểm tra cơ thể Chiêm Văn Bân một chút, nhưng cũng trăm mối không có cách giải. Chiêm Cao Hạc lập tức quát hỏi, Hàn thần y, ngươi nói vị hạ thần y kia thật sự không thể tìm được sao? Cho dù tìm được, đó cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Hàn y sư khó xử lắc đầu, cho nên, nhất định phải trong hôm nay mau chóng tìm ra người hạ độc, biết được là độc gì mới có thể nghĩ cách giải độc. Chiêm Văn Bân giật mình, nói như vậy, hôm nay ta chết chắc rồi sao? Ngươi là tương lai của Chiêm gia, tuyệt đối không chết được đâu. Chiêm Cao Hạc vẫn hạ quyết tâm, Văn Bân, chúng ta ra ngoài một chuyến. Ta biết một người có thể giúp ngươi giải độc, chỉ là trước kia không tiện làm phiền hắn. Hiện tại tính mệnh của ngươi đang nguy hiểm, ta cũng không quản nhiều được như vậy. Chiêm Văn Bân hỏi, cha nói người này là ai? Đừng hỏi nữa, đi theo ta là được. Chiêm Cao Hạc đã hạ quyết tâm, lập tức muốn ra ngoài, Hàn y sư, ngươi cũng đi theo đi. Vậy con trai của ta Thiên, Mã Khiết Thần còn muốn hỏi ông ta chuyện của Chiêm Thiên Thiên. Kết quả Chiêm Cao Hạc cắt ngang lời nàng ta, bây giờ ta không rảnh nói nhảm với ngươi. Ta và Văn Bân phải ra ngoài một chuyến, đoán chừng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Ngươi ở đây chờ đi, đừng đi loạn. Bên phía khách sạn thì làm sao bây giờ? Mã Khiết Thần nuốt xuống câu hỏi của mình, lại nghĩ đến thời gian, lại hỏi, bọn họ gọi điện thoại đến thúc giục. Chiêm Cao Hạc lạnh lùng nói, bảo bọn họ chờ đó cho ta không trở lại, ai cũng không được phép đi. Sau khi nói xong, Chiêm Cao Hạc liền dẫn Chiêm Văn Bân. Còn có Hàn y sư đi ra ngoài, cũng không biết là đi nơi nào. Chấm. 7 giờ tối, khách sạn Quế Thành bắt đầu khách khứa như mây. Điều kỳ quái là, đứng tại cửa tiếp khách chính là người của khách sạn và Nhiếp gia. Chiêm gia là chủ nhân, lúc này lại không lộ diện, quả thật có chút kỳ lạ.
người đến tham gia đều là nhân vật có máu mặt ở Quế Thành. Bọn họ ngửi ra được mùi vị không được bình thường, chỉ là bọn họ không rõ ràng tình thế phát triển, cho nên tất cả đều yên lặng theo dõi kỳ biến. Tuy nhiên, những thứ này đều không liên quan gì đến Hạ Thiên. Hắn cũng chẳng có hứng thú đối với chuyện xảy ra ở Chiêm gia. Chỉ là Nhiếp Tiểu Lý còn phải trang điểm, khiến cho hắn cảm thấy có chút nhàm chán. Vợ tiếp viên hàng không, thật ra ngươi không cần phải trang điểm. Hạ Thiên nghiêm túc nói, bởi vì ngươi không trang điểm sẽ càng đẹp hơn. Nghe Hạ Thiên xưng hô với Nhiếp Tiểu Lý, nhân viên trang điểm đang giúp Nhiếp Tiểu Lý trang điểm không khỏi cả kinh, thiếu chút nữa làm rơi cọ đánh phấn xuống đất, còn tưởng rằng mình đã khám phá được bí mật thiên đại nào đó. Ngươi không cần sợ, hắn là bạn của ta, hắn thích nói đùa lắm. Nhiếp Tiểu Lý nhặt cọ đánh phấn lên, mỉm cười giải thích. Ta cái gì cũng không nghe thấy. Nhân viên trang điểm mỉm cười xấu hổ, tiếp tục trang điểm cho Nhiếp Tiểu Lý, trong lòng đã hạ quyết tâm sẽ không hé nửa câu với bất cứ kẻ nào những gì nghe được trong ngày hôm nay. Nhiếp Tiểu Lý có chút im lặng, nàng không thể nào sửa lại cách xưng hô của Hạ Thiên, chỉ có thể bỏ mặc. Kỳ lạ thật, đã đến giờ rồi, vì sao người của Chiêm gia còn chưa đến? Ninh Thụy Thần thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, nghi hoặc hỏi, đây chính là lễ đính hôn, ít nhất cũng phải đến sớm mấy tiếng để chuẩn bị. Hiện tại chỉ còn có 2 tiếng, nhưng một bóng người cũng không thấy. Hạ Thiên cười nói không chừng cái gì bân đó đã chết, Chiêm gia đang chuẩn bị tang lễ thì sao? Anh rể, người nói nghe ác độc quá, nhưng ta thích. Ninh Thụy Thần cười ha hả, vỗ tay nói, nếu tai họa Chiêm Văn Bân chết thật, đây tuyệt đối là chuyện may mắn của Quế Thành. Nếu không, không biết còn có bao nhiêu thiếu nữ bị hắn ta hại chết nữa. Một kẻ ngu ngốc chết thôi mà. Tính là may mắn gì chứ? Hạ Thiên khinh thường đối với điều này, lười biếng nói, vợ tiếp viên hàng không, thật ra, chỉ cần ngươi lên tiếng, ta có thể tiện tay tiêu diệt toàn bộ gia tộc rách nát đó. Nhân viên trang điểm cố gắng không để cho mình nghe thấy, nhưng vẫn nhịn không được mà tay run lên, dọa đến nước mắt tuôn như mưa. Được rồi, phần còn lại để ta. Nhiếp Tiểu Lý cười khổ, cho nhân viên trang điểm ra ngoài, tự mình trang điểm lấy. Nàng nói với Hạ Thiên, Hạ Tiên Sinh, người đừng hung tàn như thế. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện không phải chém chém giết giết có thể giải quyết được. Ta không có chém 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 giết giết, ta đang nói đạo lý mà thôi. Hạ Thiên nghiêm túc nói, vợ tiếp viên hàng không, người nói chuyện có chút giống với vợ băng băng trước kia. Đương nhiên, nói thật, người vẫn còn kém nàng ấy rất nhiều. Ninh Thụy Thần nhìn không được liền hỏi, vợ băng băng là ai vậy? Anh rể, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu nữ nhân? Có liên quan đến ngươi sao? Hạ Thiên lười trả lời vấn đề này. Ta chỉ hỏi một chút thôi, thay chị của ta quan tâm chứ sao? Ninh Thụy Thần nói, chẳng lẽ điều này cũng không được à? Ngươi không nên hỏi thì ngươi đừng hỏi. Hạ Thiên bĩu môi, nếu không, ta đánh ngươi đấy. Được rồi, ta câm miệng. Ninh Thụy Thần thủ thế kéo miệng lại. Trong lòng Nhiếp Tiểu Lý cũng cảm thấy nghi hoặc một chút. Mức độ coi trọng lễ đính hôn của Chiêm gia vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Nhưng bây giờ bọn họ không lộ diện, đúng là kỳ quái. Tuy nhiên, nàng cũng không quan tâm đến chuyện của Chiêm gia. Nàng chỉ muốn ứng phó xong với lễ đính hôn, chuyện về sau hãy nói. Vợ tiếp viên hàng không, nàng trang điểm ngược lại đẹp hơn đấy. Hạ Thiên không biết từ lúc nào đứng sau lưng Nhiếp Tiểu Lý, cười nói. Nhiếp Tiểu Lý mỉm cười đáp lại. Vừa rồi ngươi còn nói ta không trang điểm đẹp hơn mà. Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Hạ Thiên tiện tay cầm lấy một cây bút, nghi hoặc hỏi, thứ này dùng để làm gì? Nhiếp Tiểu Lý đáp, đây là bút vẽ lông mày, lông mi. Vợ tiếp viên hàng không, không phải ngươi đã có lông mày rồi sao, vì sao lại còn phải vẽ? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Nhiếp Tiểu Lý hoàn toàn im lặng đối với vấn đề rất thẳng nam này. Khi nàng đang định nói cái gì đó, cửa phòng bị người ta chậm rãi đẩy ra. Chỉ thấy 2 người bước vào, còn ho nhẹ 2 tiếng, khụ. Hừ hừ. Ninh Thụy Thần nhìn 2 người kia, không khỏi hỏi, xin hỏi 2 người là ai? Cha mẹ, 2 người đến rồi sao? Nhiếp Tiểu Lý nhìn lại, sau đó kêu lên. 2 người trung niên này chính là cha mẹ Nhiếp Tiểu Lý. Dáng người cha Nhiếp Tiểu Lý cao gầy, mặt trắng. Khi còn trẻ hẳn là một tiểu sinh anh tuấn,
chỉ là về già mỡ trên mặt không đủ, lộ ra xương mặt, tướng mạo có vẻ khắc khổ. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý ngược lại chăm sóc không tệ lắm, phong vận vẫn còn, dáng người cũng khá vừa vặn. Ngươi đang làm cái kiểu gì thế? Cha của Nhiếp Tiểu Lý lên tiếng, một cô gái con nhà gia giáo, lại sống chung phòng với hai nam nhân, còn ra thể thống gì nữa? Ninh Thụy Thần nghe xong, cảm thấy rất khó chịu, trực tiếp phản đối, này, lão nhân gia, người xuyên đến từ Đại Thanh Triều sao? Hay ngươi là tiểu hoàng tộc chính tông thế? Thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia, ngươi muốn chết đúng không? Nói năng không sạch sẽ chút nào, đúng là không có giáo dục. Ba của Nhiếp Tiểu Lý giận dữ, chỉ vào Ninh Thụy Thần mà mắng. Mắng ngươi cũng là vì miệng của ngươi không sạch sẽ trước. Ninh Thụy Thần lạnh giọng bác bỏ. Lửa giận ba Nhiếp Tiểu Lý dâng cao, tay chỉ vào Ninh Thụy Thần mà mắng, ngươi là con cái nhà ai mà dám nói chuyện với ta như thế. Tối nay con gái của ta sẽ đính hôn, hai nam nhân các ngươi vẫn cứ dây dưa nó. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, con gái của ta làm sao mà giao phó với Chiêm gia, làm sao dám, các ngươi nhất định có suy nghĩ làm loạn với con gái ta, nếu không, tại sao bây giờ còn chưa chịu rời đi? Nơi này là nơi công cộng. Lúc nào cũng người ra vào, cũng không phải khuê phòng. Chúng ta là bạn của Tiểu Lý, ở đây với nàng ấy cũng có chuyện gì đâu. Ninh Thụy Thần giải thích, đồng thời phản bác một câu, ta thấy tư tưởng của ngươi mới là có vấn đề, đầu lúc nào cũng đầy những thứ bẩn thỉu. Làm càn, cha của Nhiếp Tiểu Lý không nói lại Ninh Thụy Thần, đành phải quay sang Nhiếp Tiểu Lý mà mắng, tiểu tiện nhân ngươi đấy, đều là do ngươi gây ra. Ta bảo ngươi ở nhà. Ngươi nhất định phải đi làm cái gì tiếp viên hàng không? Chiêm gia không chê ngươi, không kềm chế ngươi thì thôi đi, hôm nay ngươi lại còn phóng đãng như vậy, ngươi đúng là làm mất mặt Nhiếp gia. Ngươi bảo ta làm sao mà giao phó với Chiêm gia chứ? Câm miệng cho ta, Hạ Thiên khó chịu nói, vợ tiếp viên hàng không không làm sai bất cứ chuyện gì, nàng ấy không cần giao phó với bất kỳ ai. Ta dạy con gái của mình, liên quan gì đến ngươi? Cha của Nhiếp Tiểu Lý bị Hạ Thiên chọc giận, lớn tiếng quát tháo, ngươi thì tính là gì mà cũng xứng nói chuyện với ta ở đây. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Lão đầu, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Hạ Thiên khó chịu nhếch miệng nói. Ngươi còn dám nói năng lỗ mãng với ta, ngươi đúng là không có giáo dục. Ánh mắt cha của Nhiếp Tiểu Lý không che giấu sự chán ghét, lại càng không kiên nhẫn với Nhiếp Tiểu Lý, ngươi xem bạn của ngươi là gì kìa. Đúng là thô bỉ không chịu nổi. Nào phong độ nhẹ nhàng giống như Chiêm công tử chứ. Hạ Thiên lười biếng nói với Nhiếp Tiểu Lý, vợ tiếp viên hàng không, cha ngươi là liếm chó cho Chiêm công tử hay sao vậy? Ngươi, ngươi nói cái gì? Cha của Nhiếp Tiểu Lý tức đến mức thiếu chút nữa thăng thiên. Ông ta sống hơn 50 năm, đây là lần đầu tiên có người dám nói ông ta như thế. Ông ta liền mắng Nhiếp Tiểu Lý, tiện nhân kia, ngươi nhìn thấy người khác mắng cha mình mà còn thờ ơ như thế sao? Ta không có loại con gái ăn cây táo rào cây sung như ngươi. Ngoại trừ bức con gả cho Chiêm Văn Bân, cha có khi nào tận trách nhiệm của một người cha hay chưa? Nhiếp Tiểu Lý cũng chẳng có tình cảm gì đối với người cha này, hơn nữa, nếu không phải Chiêm Văn Bân trả tiền nợ đánh bạc cho cha, đến bây giờ cha cũng không dám lộ diện ra ngoài. Cha của Nhiếp Tiểu Lý tên thật là Nhiếp Trường Thắng, tuy nói xuất thân từ vọng tộc Hoàng Sơn, nhưng từ nhỏ đã là một hoàn khố bất học vô thuật. Ăn chơi cá cược gái gú bài bạc hút sách cái nào cũng có đủ, chẳng khác nào một bộ túi da không lớn. Cho dù lập gia đình, sinh được một trai một gái nhưng ông ta vẫn lang thang hàng đêm bên ngoài, mặc kệ vợ con sống chết ra sao. Từ nhỏ, Nhiếp Tiểu Lý đã không gặp cha mình thường xuyên, cũng không hưởng thụ được tình thương của một người cha, tất nhiên cũng chẳng có cảm giác gì với ông, ngược lại trong lòng còn sinh ra chán ghét. Chỉ là mẹ của nàng chết sống cũng không chịu ly hôn với ông chồng cặn bã nam này, nàng cũng không còn cách nào cả. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Nhiếp Trường Thắng bị chọc vào chỗ đau, sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ quát, ta là cha của ngươi, là cha ruột đấy. Ngươi dám nói với ta như vậy, ngươi đúng là bất hiếu. Nói xong, ông ta bất mãn trừng mắt nhìn vợ của mình, quát mắng, lão thái bà ngươi, ngươi chỉ biết đứng đó xem kịch thôi sao? Ta bị con gái mắng, ngươi vui lắm đúng không? Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý im lặng, không biết làm sao, đành phải nói với Nhiếp Tiểu Lý, Tiểu Lý, hôm nay là ngày vui, con cũng đừng cãi nhau với ông ấy. Đúng vậy, ba của ngươi tìm cho ngươi một nhà chồng tốt,
ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Nhiếp Trường Thắng nghe xong, chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn giành công, phu nhân hào môn còn không ngon hơn tiếp viên hàng không sao. Chỉ biết cáu gắt với vợ với con, cha đúng là anh hùng thật. Nhiếp Tiểu Lý thản nhiên nói, nếu cha cũng dám dùng giọng điệu như vậy nói với đám chủ nợ của cha, con sẽ coi trọng cha hơn một chút. Nhiếp Trường Thắng tức giận đến mức méo cả miệng, chỉ vào Nhiếp Tiểu Lý há miệng định mắng. Được rồi, bớt tranh cãi đi. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý vội vàng thuyết phục, mọi người đừng nóng giận, chính sự quan trọng hơn. Nhiếp Tiểu Lý nghi ngờ hỏi, chính sự gì? Chồng, ngươi nói đi. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý do dự một chút, sau đó quay sang nhìn Nhiếp Trường Thắng. Nhiếp Trường Thắng cười lạnh, khó chịu nói, bây giờ mới nghĩ đến ta sao? Đồ đang ở chỗ ngươi, bên trên cũng dặn dò đưa cho ngươi, tất nhiên là do ngươi nói, liên quan gì đến ta chứ? Nói xong, ông ta bực bội móc một điếu thuốc từ trong túi áo ra, không chút kiêng kỵ mà đốt thuốc. Nơi này không cho phép hút thuốc, nếu cha muốn hút thuốc, cha đến khu dành cho hút thuốc lá đấy. Nhiếp Tiểu Lý cau mày, bất mãn nói. Con mẹ nó ngươi còn già mồm à. Lửa giận Nhiếp Trường Thắng một lần nữa bị nhóm lên. Ông ta quát, lão tử muốn hút ở đây đấy, thế nào? Lúc này, Ninh Thụy Thần nhìn không được liền châm chọc. Vừa rồi còn nói người khác không có tố chất, bây giờ xem ra, tố chất của ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Không hút thuốc tại nơi công cộng là lẽ thường tình, cũng là tôn trọng cơ bản nhất đối với người khác. Danh con, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Nhiếp Trường Thắng kẹp điếu thuốc, hung hăng trừng mắt với Ninh Thụy Thần, ta hút đấy, ngươi làm gì được ta? Nhiếp Trường Thắng hít một hơi thật sâu, sau đó há miệng phun khói vào mặt Ninh Thụy Thần. Thích hút thuốc đúng không? Vậy thì ngươi hút cho đã đi nhé. Hạ Thiên cười nói. Khụ khụ khụ. Kết quả, khói không thể phun ra ngoài được, ngược lại còn tiến vào trong khí quản của ông ta. Nhiếp Trường Thắng lập tức ho khan kịch liệt, cả gương mặt đỏ bừng lên. Ta bảo ngươi bớt hút thuốc rồi, ngươi lại không chịu nghe lời. Bây giờ sặc rồi đấy. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý đau lòng, lập tức tiến lên hỗ trợ, đỡ Nhiếp Trường Thắng tạm thời rời đi. Tiểu Lý. Tại sao ngươi lại có người cha cực phẩm như thế chứ? Ninh Thụy Thần lắc đầu, nói với Nhiếp Tiểu Lý. Nhiếp Tiểu Lý không nhịn được thở dài, được rồi, không nhắc đến ông ấy nữa. Hạ Thiên lười biếng nói, cái này cũng chưa nói đến cực phẩm, chỉ có thể nói là ngu ngốc bình thường. Ồ, chẳng lẽ còn có loại cực phẩm hơn? Ninh Thụy Thần có chút kinh ngạc. Có, ngươi đấy, Hạ Thiên thuận miệng đáp. Ninh Thụy Thần sửng sốt một chút. Sau đó cười xấu hổ, anh rể, ngươi còn trêu chọc ta nữa. Ta chưa từng trêu chọc, Hạ Thiên hờ hững nói, nhưng ngươi có kỳ hoa hay không cũng chẳng liên quan đến ta, ta cũng lười truy cứu. Nhiếp Tiểu Lý nghe hai người nói chuyện, cảm thấy khó hiểu các ngươi đang nói chuyện gì thế. Không có gì, Ninh Thụy Thần cười ha hả, lướt qua chủ đề này. Lúc này, mẹ của Nhiếp Tiểu Lý quay về một mình. Sau khi vào cửa, bà nói với Hạ Thiên và Ninh Thụy Thần, các ngươi là bạn của Tiểu Lý sao? Thật ngại quá, ta có chuyện bí mật muốn dặn dò Tiểu Lý, có thể mời hai ngươi tránh mặt một chút không? Ninh Thụy Thần nói, bá mẫu, ngươi không cần khách sáo. Chúng ta ra ngoài, hai người trò chuyện đi. Hạ Thiên không nói gì, chỉ nhìn Nhiếp Tiểu Lý một chút. Hai người ra ngoài ăn chút gì đó đi. Nhiếp Tiểu Lý cũng không biết mẹ nàng muốn nói cái gì, nhưng hẳn là chuyện rất quan trọng. Nàng nói với Hạ Thiên và Ninh Thụy Thần, ta nói chuyện với mẹ ta một chút. Hạ Thiên nói, vợ tiếp viên hàng không, nếu có chuyện gì, ngươi cứ gọi ta một tiếng là được. Lời này của ngươi là, Nhiếp Tiểu Lý có chút không hiểu. Ha ha, hắn nói đùa đấy mà. Ánh mắt mẹ của Nhiếp Tiểu Lý thay đổi, nhưng rất nhanh khôi phục lại sự tự nhiên, chẳng lẽ ta còn hại con gái của mình sao? Hạ Thiên nhếch miệng, vậy cũng không nhất định. Hạ Thiên. Ngươi ra ngoài trước đi. Giữa mẹ ruột và Hạ Thiên, Nhiếp Tiểu Lý tất nhiên đứng về phía mẹ ruột của mình, mặc dù ta rất cảm ơn ngươi đã bảo vệ, nhưng mong ngươi tôn trọng mẹ ta một chút. Hạ Thiên chỉ ngáp một cái, sau đó cùng với Ninh Thụy Thần ra khỏi phòng. Mẹ, thật ngại quá, tính tình của Hạ Thiên như vậy đấy, mẹ cũng đừng tức giận. Nhiếp Tiểu Lý thay Hạ Thiên giải thích một câu, sau đó hỏi, mẹ có gì cần nói với con thế? Mẹ Nhiếp Tiểu Lý nắm cánh tay Nhiếp Tiểu Lý ngồi xuống ghế salon, thở dài nói, mẹ không tức giận,
Tính tình của thằng nhóc kia không tốt, nhưng ít ra hắn thật lòng quan tâm con. Nhưng con có biết lai lịch của hắn không? Thật ra con cũng chỉ mới quen hắn thôi, cũng không hiểu rõ hắn cho lắm. Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu, nhưng hắn là bạn của Ninh Thụy Thần, hẳn không có vấn đề gì. À, Ninh Tiểu Thư là người tốt, bạn của nàng ấy ngược lại đáng tin cậy. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý im lặng vài giây, sau đó bắt đầu tiến vào chính đề. Tiểu Lý, con cũng biết Nhiếp gia chúng ta là gia tộc cổ xưa truyền thừa hơn ngàn năm. Để kéo dài gia tộc, chúng ta luôn có những quy củ mốc meo. Người ngoài có lẽ khịt mũi coi thường thứ này nhưng chúng ta thì không được, bởi vì chúng ta nhờ nó mới sống được đến nay. Gương mặt xinh đẹp của Nhiếp Tiểu Lý hiện lên vẻ hoài nghi, mẹ, rốt cuộc là mẹ muốn nói cái gì? Tại sao con nghe cứ có cảm giác là lạ? Có phải tộc lão lại bức mẹ làm cái gì nữa phải không? Không có, mẹ Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu, sau đó móc từ trong ngực ra một khối ngọc màu đen, đặt vào trong tay Nhiếp Tiểu Lý, đây là huyết ngọc tổ truyền Nhiếp gia. Từ trước đến nay chỉ truyền nữ không truyền nam. Bây giờ truyền lại cho con. Nhiếp Tiểu Lý nhìn thoáng qua khối huyết ngọc trong tay, lớn chừng bàn tay, bên trên vẽ 6 con mắt, trong đó 5 con mở mắt quấn thành một vòng tròn. Chính giữa vòng có một con mắt đang nhắm. Nhiếp Tiểu Lý bỗng lấy lại tinh thần, mẹ, đây là vật truyền nữ không truyền nam, tại sao có thể gọi là tổ truyền được? Truyền một lần không phải đã trở thành vật họ khác rồi sao? Con nghi ngờ cũng bình thường thôi. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý cười khẽ, lập tức giải thích, bởi vì khối ngọc này sẽ được thu trở về, con chỉ có thể mang theo nó nửa năm. Sau nửa năm, con phải đưa nó về nhà mẹ đẻ, đặt vào từ đường Nhiếp gia. Điều này có ý nghĩa gì? Nhiếp Tiểu Lý vẫn không hiểu như cũ. Có ý nghĩa gì ta cũng không biết nữa. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý cũng không giải thích, nói sang chuyện khác, con cầm khối huyết ngọc này. Cứ cách 7 ngày dùng máu của chồng con nhỏ một giọt vào con mắt chính giữa khối huyết ngọc. Nhiếp Tiểu Lý kinh hãi, liên tưởng đến chuyện không tốt, liền hỏi, mẹ, mẹ muốn làm gì? Muốn làm gì thì con đừng hỏi, cứ làm theo là được. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý trịnh trọng vỗ tay Nhiếp Tiểu Lý, chỉ có như thế mới có thể bảo vệ tính mạng cho con. Còn nữa, tuyệt đối đừng để người khác phát hiện. Mẹ, rốt cuộc là mẹ, Nhiếp Tiểu Lý không cách nào yên tâm. Tiếp tục truy vấn, là tộc lão bảo mẹ đưa cho con sao? Vật là bọn họ đưa nhưng phương pháp là do ta tìm được. Gương mặt mẹ Nhiếp Tiểu Lý hiện lên vẻ do dự, con cũng đừng hỏi nữa, mẹ không thể nói, nhưng chỉ cần con làm theo, ít nhất còn có thể giữ được mạng. Nghi hoặc trong đầu Nhiếp Tiểu Lý lại càng sâu hơn. Ban đầu, nàng cho rằng đây chỉ là lễ đính hôn bình thường, là những lão nhân trong gia tộc nhìn trúng tiền của Chiêm gia, sau đó ép nàng gả cho Chiêm Văn Bân. Bây giờ hình như chuyện không chỉ có như vậy. Tiểu Lý, con có từng nghi ngờ vì sao từ khi con còn bé luôn trúng độc nhưng không hề chết vì độc phát hay không? Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Đúng, con luôn cảm thấy bối rối về vấn đề này. Nhiếp Tiểu Lý nhẹ gật đầu, mẹ, chẳng lẽ mẹ biết nguyên nhân là gì sao? Gương mặt mẹ của Nhiếp Tiểu Lý lại hiện lên sự do dự, cũng không biết có nên nói ra hay không. Lúc này, trong phòng vang lên giọng nói lười biếng đặc biệt của Hạ Thiên, bà ấy đương nhiên biết, bởi vì độc là do bà ấy hạ chứ sao. Âm thanh Hạ Thiên vang lên, khiến hai mẹ con Nhiếp Tiểu Lý phải giật mình. Nhiếp Tiểu Lý lấy lại tinh thần, quay lại nhìn Hạ Thiên, không phải ngươi đã ra ngoài rồi sao? Đúng vậy, Hạ Thiên tùy ý nói, ta đã ra ngoài, sau đó lại trở về. Nhiếp Tiểu Lý có chút kỳ quái hỏi, ngươi lén lút trở về là để làm gì? Nàng không cảm thấy Hạ Thiên muốn nghe trộm mẹ con nàng nói chuyện. Hắn đột nhiên quay về tất nhiên có nguyên nhân đặc biệt. Ta không có lén lút, ta quang minh chính đại bước vào. Hạ Thiên tiện tay chỉ ra ngoài cửa, tại các ngươi quá nhập tâm mà không chú ý thôi. Nhiếp Tiểu Lý có cảm giác Hạ Thiên hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng nàng cũng không muốn hỏi tới, không nói mấy chuyện này nữa. Vì sao vừa rồi ngươi lại nói xấu mẹ ta chứ? Ta chưa hề nói xấu bà ấy. Hạ Thiên giang tay nói, ta nói chỉ là sự thật. Bà ấy là mẹ ta, tại sao lại hạ độc ta? Nhiếp Tiểu Lý có chút không hiểu, ta và em gái của ta từ nhỏ do một tay mẹ nuôi nấng. Không có mẹ, đoán chừng chị em ta đã bị hại chết rồi. Bà ấy hoàn toàn có thể bỏ lại chúng ta mà lập gia đình mới. Hạ Thiên hiển nhiên không tán đồng cách nói của Nhiếp Tiểu Lý, mẹ của ngươi đích thật rất thương yêu các ngươi.
đồng thời cũng tận trách nhiệm nuôi dưỡng ngươi thành người, nhưng điều này cũng không mâu thuẫn với việc bà ấy hạ độc ngươi. Làm sao mà không mâu thuẫn? Nhiếp Tiểu Lý bất mãn trừng Hạ Thiên, cảm thấy hắn có chút tùy tiện, nói năng quá mâu thuẫn với nhau, chẳng lẽ ngươi và mẹ ta đã từng có xung đột với nhau? Hạ Thiên lắc đầu, trước đó ta chưa từng biết ta bà ấy, cũng chưa từng gặp qua. Vậy tại sao ngươi lại vu khống mẹ ta? Nhiếp Tiểu Lý lại càng thêm không hiểu. Tiểu Lý, được rồi, thật ra hắn không nói sai đâu. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý ngược lại rất bình tĩnh, trực tiếp thừa nhận là do ta hạ độc đấy. Nhiếp Tiểu Lý không khỏi mở to mắt nhìn, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ khó tin, mẹ đang nói bậy bạ gì đó. Mẹ không có nói bậy, mẹ của Nhiếp Tiểu Lý thở dài, thật ra, mẹ nên sớm nói cho con biết, chỉ là mẹ không biết làm sao để mở miệng. Vừa lúc hôm nay Hạ Tiên Sinh nói toạc ra, mẹ cũng không giấu giếm con nữa. Mẹ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhiếp Tiểu Lý đương nhiên không tin mẹ của nàng lại hại nàng, trong đó tất có ẩn tình. Nói ra rất dài dòng, nhất thời cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý vẫn rất bình tĩnh, bên trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu gợn sóng, nói như vậy, con cũng đã sớm phát hiện ra được thể chất của con có chút đặc biệt đúng không? Nhiếp Tiểu Lý gật đầu, đúng vậy, ngoại trừ thời điểm trúng độc, con gần như chưa hề bị bệnh qua, ngay cả cảm mạo bình thường cũng không có. Con vẫn cho rằng tất cả mọi người đều giống như vậy. Khi con ra nước ngoài học đại học, con mới phát hiện không phải như thế. Đúng thế, mẹ của Nhiếp Tiểu Lý thở dài một tiếng, sau đó tiến vào chính đề, Nhiếp gia chúng ta là gia tộc truyền thừa hơn ngàn năm, hơn nữa cũng không giống gia tộc bình thường. Mỗi một thời đại, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mấy người có thể chất tương đối đặc biệt. Những người có thể chất đặc biệt này, khi được 6-7 tuổi sẽ được tộc lão mang vào khu vực riêng, nói là trọng điểm bồi dưỡng, nhưng đa số đều không có tin tức, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Nghe xong, trong đầu Nhiếp Tiểu Lý bỗng nhớ đến một sự kiện, nàng lập tức hỏi, a, mẹ, khi con còn bé luôn có mấy lão gia gia đến tìm con cha hỏi, có phải là... Đúng, mẹ của Nhiếp Tiểu Lý gật đầu, có chút cảm khái, thật ra, từ lúc con sinh ra đời đã bắt đầu biểu hiện ra một số dị tượng, cơ thể tản ra hương khí yếu ớt. Cho nên, tộc lão đã sớm nhìn chúng con, định mang con đi bồi dưỡng. Nhiếp Tiểu Lý đại khái cũng đoán được đằng sau xảy ra chuyện gì. Nàng im lặng, lặng lặng nghe mẹ của nàng nói tiếp. Các tộc lão cũng đã đến tìm mẹ mấy lần, mẹ làm sao có thể đẩy con vào hố lửa đó được, cho nên mẹ vẫn không đồng ý. Lông mày mẹ Nhiếp Tiểu Lý cau lại, hai tay cũng siết chặt, trong lòng vẫn còn sợ hãi, trong khoảng thời gian đó, bọn họ ba phen mấy bận lén lút mang con đi, mẹ thật sự rất sợ. Về sau có người nói cho mẹ một biện pháp, chính là nhân lúc thể chất của con còn chưa thành thục, nghĩ cách để con mắc những căn bệnh của người bình thường, như vậy đám tộc lão mới từ bỏ tâm tư của mình. Nói xong, mẹ của Nhiếp Tiểu Lý nắm lấy tay của nàng, có chút áy náy nói, mẹ đã thử qua rất nhiều cách, kết quả con không cảm lạnh, không phát sốt, không bị thương. Cứ sau một đêm là khỏi ngay, mẹ lại không nặng tay được, đành phải tìm người mua độc rắn, như thế mới khiến con sốt cao vào lúc trước tối. Khi đó, Nhiếp Tiểu Lý vẫn còn nhỏ nhưng đã có chút ấn tượng, chỉ nhớ lúc đó cơ thể rất đau, giống như bị đốt vậy. Thật ra, độc rắn mà ngươi dùng cũng không phát huy tác dụng. Hạ Thiên bỗng chen miệng vào, chân chính tạo thành tác dụng chính là độc tố khác xen lẫn độc rắn. Cái này, ngươi nói vậy là có ý gì? Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý sửng sốt, gương mặt chấn kinh, chẳng lẽ nói. Hạ Thiên gật đầu, đúng, ngươi đưa độc rắn cho ngươi đã trộn lẫn một số độc tố khác. Không, không đâu, tại sao hắn ta lại hại ta và Tiểu Lý chứ? Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý khó mà tiếp nhận được sự thật, liều mạng lắc đầu, không thể nào, người đang nói bậy. Nhiếp Tiểu Lý vội ôm lấy mẹ của nàng, mẹ đừng kích động, không phải con không có việc gì sao? À, đúng vậy, con không có việc gì mà. Nhiếp Tiểu Lý cảm thấy yên tâm một chút, khôi phục sự bình tĩnh. Nhiếp Tiểu Lý bất mãn nhìn Hạ Thiên, ngươi làm mẹ ta sợ đấy. Ta không có dọa bà ấy. Hạ Thiên lười biếng trả lời. Ngươi không tận mắt nhìn thấy, cũng không điều tra qua, lại còn nói chuyện như thật vậy. Nhiếp Tiểu Lý nghi ngờ nói. Vợ tiếp viên hàng không, chẳng lẽ ngươi không biết ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ sao?
Hạ Thiên kiêu ngạo nói, thể chất của ngươi đặc biệt, chẳng những bách độc bất xâm, đồng thời cũng sẽ có người ghi chép lại độc tố mà ngươi trúng qua. Ta chỉ cần nhìn một chút là biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Tiểu Lý cảm thấy quá huyền ảo, có chút không tin, ngươi nói là thật hay giả. Ta ngược lại tin tưởng Hạ tiên sinh, mẹ của Nhiếp Tiểu Lý gật đầu, trước kia mẹ cũng hoài nghi, nhưng do con không có việc gì, cho nên mẹ cũng không truy đến cùng. Nhiếp Tiểu Lý hỏi, người bán độc dược cho mẹ là ai thế? Cái này con đừng hỏi. Mẹ Nhiếp Tiểu Lý cũng không muốn nói, dù sao cũng là chuyện cũ năm xưa, con cũng không có gì trở ngại, coi như bỏ qua đi. Nhiếp Tiểu Lý cảm thấy nên truy đến cùng việc này, mẹ, tại sao lại có thể bỏ qua được? Người kia rõ ràng có ý đồ xấu, muốn hại chết con mà. Con đừng ép ta không nói đâu. Mẹ Nhiếp Tiểu Lý ngược lại rất kiên quyết, nói thẳng với nàng, con cũng đã bình an trưởng thành. Chỉ cần con làm tốt chuyện mà mẹ đã dặn, về sau sẽ không ai hại con nữa đâu. Cũng không nhất định, hôm nay lại có người hạ độc con đấy. Nhiếp Tiểu Lý nhớ đến bữa cơm trưa, lập tức nói, lần này chắc mẹ không biết đâu. Nói không chừng là người kia làm thì sao? Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý sửng sốt, gương mặt hiện lên sự do dự, sau đó nói, sự cố của con lần này có thể là do tộc lão phái người làm, mục đích chính là đang cảnh cáo mẹ. Mẹ, con cảm thấy những người đó không có khả năng cứ như vậy mà bỏ qua. Nhiếp Tiểu Lý thấm thía nói, cho dù chúng ta giúp bọn họ chuyện này, lần sau bọn họ cũng sẽ buộc chúng ta làm chuyện khác. Đám lão bất tử đó vĩnh viễn sẽ không kết thúc đâu. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý sợ hãi, dùng mình một cái, Tiểu Lý, con tuyệt đối đừng nói như vậy. Nếu để bọn họ biết được, vậy thì không ổn, em gái của con vẫn còn ở quê. Hai, Nhiếp Tiểu Lý thở dài, cảm giác có chút bất đắc dĩ. Vợ tiếp viên hàng không, ngươi không cần thở dài đâu. Hạ Thiên cười nói, trước kia ngươi không có chỗ dựa, khó tránh khỏi bị kinh sợ. Nhưng bây giờ có ta ở đây, ngươi không cần sợ bất cứ kẻ nào nữa. Nhiếp Tiểu Lý cảm thấy Hạ Thiên người này đúng là đủ cố chấp. Tối nay nàng đính hôn, hắn vẫn cứ kiên trì danh xưng như thế, đúng là có chút không thực tế. Sau khi con gả vào Chiêm gia, đám tộc lão đó không dám làm gì con nữa đâu. Mẹ Nhiếp Tiểu Lý an ủi nàng, ít nhất bọn họ cố kỵ quyền thế Chiêm gia, về sau sẽ tốt hơn thôi. Hạ Thiên nhếch miệng, vợ tiếp viên hàng không sẽ là nữ nhân của ta, không gả cho Chiêm gia ngu ngốc đó đâu. Ngươi đừng nói hưu nói vượn trước mặt mẹ ta nữa. Nhiếp Tiểu Lý trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta không có nói hưu nói vượn. Lễ đính hôn tối nay sẽ không tiến hành được. Ngươi nói vậy là có ý gì? Nhiếp Tiểu Lý nhớ lại một câu Hạ Thiên nói vừa nãy, không khỏi cả kinh, chẳng lẽ ngươi đã làm gì Chiêm Văn Bân? Ta chẳng làm gì hắn ta còn chưa xứng. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tên ngốc đó đã chết rồi. Bành! Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta đẩy ra, chỉ thấy một bóng người cao lớn chậm rãi bước vào, đằng sau còn có một đám quần chúng đi theo. Ngươi nói ai đã chết? Người tiến vào chính là Chiêm Văn Bân. Đương nhiên là nói ngươi, đồ ngu ngốc. Hạ Thiên nhìn thấy Chiêm Văn Bân, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có biểu lộ quá lớn. Chiêm Văn Bân mỉm cười, chẳng những thần thái sáng láng, ngược lại còn thêm phong mang tất lộ hơn so với trước kia. Hắn ta nói, Hạ Thiên, ta biết ngươi ước gì ta chết, nhưng đáng tiếc, ta vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Không, ngươi đã chết, Hạ Thiên vẫn thản nhiên nói, là một hoạt thi thú vị lắm sao? Hừ, Chiêm Văn Bân hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Hạ Thiên mà mắng, ta lười đấu khẩu với ngươi ở đây, ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi, đừng dây dưa vị hôn thê của ta nữa. Nếu không, đây chính là kết quả của ngươi. Nói xong, Chiêm Văn Bân vung quyền, nện xuống bức tường bên phải thật mạnh. Bành! Một tiếng vang rất lớn, cả bức tường bị đánh ra một cái động lớn. Đá vụn bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người đứng trên hành lang giật mình kêu lên, thậm chí có mấy người bị dư ba chấn động đến ngất đi. Sức mạnh như thế, đoán chừng một quyền có thể đánh chết người. Đại thiếu gia Chiêm gia trở nên lợi hại từ lúc nào vậy? Quá kinh khủng. Con mẹ nó, hắn ta là người sao? Chẳng lẽ hắn ta chính là Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh trong truyền thuyết? Mạnh quá, nhưng rất hợp với tình hình. Chấm.
Chiêm Văn Bân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, tay chỉ ra cửa, bây giờ, người cút ra ngoài cho ta. Người đang nói chuyện với ta phải không? Hạ Thiên hờ hững nói. Còn không phải sao, Chiêm Văn Bân hừ lạnh một tiếng, biểu hiện càng thêm khinh thường, đừng để cho ta nói lại lần thứ hai. Còn nữa, người đừng quấy rầy vị hôn thê của ta nữa. Nếu không, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Kết quả của ngươi mới là thảm đấy. Hạ Thiên tùy ý nói, chết thì coi như xong, lại còn bị người ta chiếm cơ thể, chiếm ý chí. Nhưng cũng đáng đời ngươi mà thôi. Chiêm Văn Bân hơi biến sắc nhưng giọng nói vẫn cường ngạnh như cũ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, tóm lại, ta không chào đón ngươi, hiểu chưa? Chào đón của ngươi đối với ta mà nói cũng chẳng bằng cái rắm. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, bởi vì ta muốn bảo vệ an toàn của vợ tiếp viên hàng không, cho nên ta mới ở lại đây, ngươi cũng đừng tự mình đa tình. Vừa nãy ta cũng đã nói, ngươi đừng quấy rối vị hôn thê của ta nữa, ngươi điếc sao? Chiêm Văn Bân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi một câu cũng không nghe lọt, nhất định phải đến lúc chết ngươi mới hối hận đúng không? Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi không có bản lãnh đó đâu, ngươi trước kia cũng vậy, mà ngươi bây giờ cũng thế. Được rồi, các ngươi đừng ồn ào nữa. Nhiếp Tiểu Lý lên tiếng, nói với Chiêm Văn Bân, ngươi không nên làm khó Hạ Thiên, là ta bảo hắn ở lại đấy. Gương mặt Chiêm Văn Bân hiện lên vẻ không thích, chỉ vào Nhiếp Tiểu Lý mà nói, hừ, ta đoán chính là ngươi mà. Tuy nhiên, ngươi tốt nhất nên ước lượng rõ ràng thân phận của mình. Vận mệnh Nhiếp gia các ngươi đều nằm trong tay ta, đừng tự tìm đường chết. Chiêm công tử, ngươi đừng nóng giận, Tiểu Lý chỉ là quá khẩn trương, để ta dạy lại con bé. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý sợ Chiêm Văn Bân nổi bão, không khỏi kéo góc áo của hắn ta một cái. Bây giờ, ngoài cửa nhiều người vây xem như thế, tình huống chỉ sợ sẽ rất khó coi, sẽ bất lợi đối với hai nhà. Cút sang một bên, Chiêm Văn Bân đá mẹ của Nhiếp Tiểu Lý văng sang một bên. Ánh mắt tràn ngập chán ghét và vứt bỏ, ngươi đừng tưởng rằng ta nhìn chúng con gái của ngươi thì ngươi có tư cách nói chuyện với bổn công tử. Ngươi cũng chỉ là tiện nhân mà thôi. Nhiếp Tiểu Lý tiến lên đỡ mẹ của nàng dậy, sau đó quay sang trừng mắt nhìn Chiêm Văn Bân, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Chiêm Văn Bân hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì nữa đấy? Ta yêu ngươi như vậy, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn phục tùng ta. Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó, thậm chí còn đích thân đến Nhiếp gia Hoàng Sơn cầu hôn, bị đám lão già kia gõ một cái. Nhưng con mẹ nó, ngươi đã cư xử với ta như thế nào? Ngươi không ngừng trì hoãn hôn nhân thì không nói, còn luôn trốn tránh ta trước khi đính hôn, bây giờ thì thế nào? Nói đến đây, hắn ta chỉ tay vào Hạ Thiên, chẳng những ngươi câu dẫn dã nam nhân, lại còn dám đưa đến trước mặt ta. Cái này cũng coi như xong. Các ngươi lại hạ độc ta, nhất định phải đẩy ta vào chỗ chết. Nhiếp Tiểu Lý từ miệng Hạ Thiên biết được Chiêm Văn Bân trúng độc, đành phải nói, ta cũng bị trúng độc mà, hạ độc chính là đầu bếp khách sạn. Ngươi muốn biết là ai hạ độc, ngươi có thể phái người điều tra. Đánh giám, Mã Khiết Thần từ trong đám người đằng sau vọt ra, chỉ vào Nhiếp Tiểu Lý mà mắng, tiểu tiện nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Người khách sạn đều là người của ta. Ý của ngươi là nói ta cho người hạ độc ngươi. Nhiếp Tiểu Lý thản nhiên nói, ta không nói như vậy, nhưng hung thủ chính là đầu bếp trong khách sạn. Ngươi cứ phái người ra sau bếp điều tra một chút là biết thôi. Ta thấy ngươi đang cắn người linh tinh thì có. Mã Khiết Thần mỉa mai, cười nhạo, nếu ngươi trúng độc, tại sao bây giờ ngươi một chút việc cũng không có, tại sao ngươi không báo cảnh sát? Hắn ta không phải cũng trúng độc không chết sao? Ninh Thụy Thần lặng lẽ bước đến cửa, nghe xong, nhịn không được liền chỉ vào Chiêm Văn Bân mà nói. Ánh mắt Chiêm Văn Bân hiện lên sát khí nhàn nhạt, lạnh giọng nói, bổn công tử thiếu chút nữa đã chết. Sau khi từ khách sạn trở về đã nôn mấy ngụm máu, là cha ta mang ta đến gặp một thần y mới giải được độc này. Ta ngược lại muốn biết vì sao ngươi cũng trúng độc mà lại không có việc gì. Nhiếp Tiểu Lý đáp, đó là vì thể chất của ta đặc biệt, có thể tự lành. Ha ha ha, ngươi không phải muốn nói ngươi bách độc bất xâm chứ? Mã Khiết Thần không khỏi ngửa đầu phá lên cười, chỉ vào Nhiếp Tiểu Lý mà nói, Nhiếp gia các ngươi đều buồn cười như vậy sao? Tại sao ngươi không nói không gì ngươi làm không được? Vợ tiếp viên hàng không nói không sai. Hạ Thiên lạnh nhạt nói,
nàng ấy đúng là có thể chất bách độc bất xâm. Hơn nữa, cho dù không phải, có ta ở đây, nàng ấy cũng sẽ không có vấn đề gì. Mã Khiết Thần cảm thấy có chút buồn cười, đưa mắt nhìn Hạ Thiên, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Hạ Thiên thuận miệng đáp, ta chính là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Người mà các ngươi tìm khẳng định không phải thần y thì còn tạm được, trực tiếp biến tên ngớ ngẩn này thành người chết sống lại. Vị bằng hữu này, ngươi nói sai rồi. Một lão đầu râu ria chậm rãi bước đến, cười ha hả nói, người mà chúng ta tìm chính là thần y, chẳng những y thuật kinh người, hơn nữa còn có bản lãnh cải tử hồi sinh. Ngươi không cần phải bất kính với người đó. Nếu không, ngươi đừng trách ta không khách sáo với ngươi. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, ngươi là tên ngốc xuất hiện từ chỗ nào vậy? Lão phu Hàn Hạnh Trai, mặc dù không dám xưng là thần y nhưng cũng học y hơn 10 năm, cứu người vô số. Lão giả Zhou Rier cười khẽ, gương mặt hiện lên sự kiêu ngạo, ta nhận được sự cất nhắc của đồng nghiệp và bệnh nhân, được gọi một tiếng Hàn thần y. Nếu ngươi cũng học y, hẳn phải biết tên của ta. Hạ Thiên bĩu môi nói, chưa nghe nói qua. Hừ, vậy ngươi tuyệt không có khả năng là người học y, còn tự xưng là thần y đệ nhất thiên hạ. Lão giả Zhou Rier tức đến mức mặt mũi căng lên, chỉ vào Hạ Thiên mà mắng, có khi độc trên người Chiêm công tử hơn phân nửa là do ngươi hạ. Lão đầu nhi, ngươi sống đến tuổi này cũng không dễ dàng, ngươi tìm một nơi hẻo lánh an hưởng tuổi già không phải tốt hơn sao, tại sao cứ phải nhảy ra đòi chết chứ? Hạ Thiên khó chịu nói. Lão đầu Zhou Rier lạnh lùng đáp lại, bớt nói lời vô ích đi. Hôm nay là lễ đính hôn của Chiêm công tử. Lão phu tuyệt không cho phép loại tà y như ngươi làm hỏng đại sự. Ngươi mới là đến gây sự đấy. Hạ Thiên cười nói, hơn nữa, ta cảm thấy độc hẳn là do ngươi hạ. Chiêm Văn Bân lười lãng phí thời gian, lập tức nói với Hạ Thiên, nếu ngươi dám làm dám chịu, ta còn kính ngươi hai phần. Đáng tiếc, ngươi chỉ là một tên tiểu nhân thủ đoạn hèn hạ, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Nếu ngươi không có đầu óc, ngươi có thể nói cái gì cũng được. Hạ Thiên đáp, người đâu, mau trói tên tiểu tử này lại cho ta. Chiêm Văn Bân bỗng dưng hét lớn một tiếng, gọi vào mấy bảo tiêu, chờ lễ đính hôn xong xuôi, ta sẽ đến thu thập ngươi. Hạ Thiên nói, ban đầu, ta cũng không có ý định nhúng tay vào, chỉ muốn xem vở kịch hay, xem xong lại mang vợ tiếp viên hàng không đi. Đáng tiếc, các ngươi cứ thích gây sự với ta, vậy các ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể không khách sáo như thế nào? Chiêm Văn Bân siết chặt nắm đấm của mình, thị uy với Hạ Thiên, vị thần y kia chẳng những giải độc, còn nâng cao quả đấm cho ta. Bây giờ lực nắm đấm của ta rất lớn, một quyền đánh xuống, cơn đau đớn ngươi không thể chịu được đâu. Trong mắt của ta, nắm đấm này của ngươi chẳng khác gì cây tăm. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói. Chiêm Văn Bân tức đến mức phổi muốn nổ tung, mẹ nó, bắt hắn lại cho ta. Đám hộ vệ kia xông lên, Nhiếp Tiểu Lý muốn ngăn cản nhưng lại bị cha của nàng kéo sang một bên, quát lớn, đứng đó cho ta. Mấy chuyện này, ngươi ra ngoài làm gì? Ngươi muốn hại chết Nhiếp gia sao? Nhưng Hạ Thiên là bạn của con mà. Nhiếp Tiểu Lý hất tay cha của nàng ra, hơn nữa, cũng bởi vì con nên hắn mới bị đám người Chiêm Văn Bân vây công, con sao có thể ngồi im mặc kệ? Ngươi quản được sao? Nhiếp Trường Thắng muốn đánh cho con gái mình một bạt tai. Ngươi là con dâu tương lai của Chiêm gia, lại giúp người ngoài đối phó chồng tương lai của mình, nếu chuyển ra ngoài thì phải làm sao? Nhiếp Tiểu Lý lạnh lùng nói, con chưa hề nghĩ đến con dâu tương lai Chiêm gia gì cả. Lễ đính hôn này cũng là do các người ép con. Ngươi đã bị ép đến nước này, ngại gì ép thêm một chút nữa. Nhiếp Trường Thắng khuyên, một mình ngươi ăn chút thiệt thòi, nhưng Nhiếp gia chúng ta có thể nhận được không ít chỗ tốt, ngươi còn không rõ ràng vụ mua bán này sao? Nhiếp Tiểu Lý mở to mắt, không thể tin được nhìn cha của nàng, cha đang nói tiếng người sao? Tại sao không phải? Nhiếp Trường Thắng đương nhiên nói, ta là cha ruột của ngươi, ngươi là do ta sinh ra, đem ngươi đổi chút chỗ tốt thì làm sao? Không nên à, đời này ngươi nhất định phải báo đáp cho ta. Hơn nữa, Chiêm gia có cái gì không tốt, có tiền có thế, ngươi coi trọng tên nhóc kia, đúng là làm mất hết, à. Lời còn chưa nói hết. Gương mặt Nhiếp Trường Thắng đã chịu một bạt tai. Ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta, con mẹ nó ngươi dám đánh ta. Nhiếp Trường Thắng dần dần lấy lại tinh thần.
Một cảm giác nhục nhã xông lên đầu, tức đến mức ông ta giơ tay muốn phản kích lại. Bành! Chỉ là không đợi bàn tay của ông ta chạm vào mặt Nhiếp Tiểu Lý, mấy bóng người đã bay ngược đến, đụng bay ông ta. Trong phòng đã loạn thành một bầy. Đám hộ vệ kia bị Hạ Thiên ném ra ngoài như ném rác. Chiêm Văn Bân tuyệt không sợ hãi, ngược lại còn khơi dậy một khoái cảm khó tả. Hắn ta chỉ vào Hạ Thiên, ha ha, người cũng có chút bản lãnh đấy, nhưng với trình độ đó thì còn kém rất nhiều. Xử lý tên ngốc ngươi cũng đủ rồi. Hạ Thiên lười biếng trả lời. Chiêm Văn Bân cười nhạo, siết chặt nắm đấm, từng tia khí tức màu đen nổi lên trên tay, vậy ta sẽ cho ngươi mở mắt một chút, để ngươi biết cái gì mới gọi là sức mạnh chân chính. Đừng chém gió nữa, chút sức mạnh đó của ngươi ngay cả móc cứt mũi cũng tốn sức. Hạ Thiên khinh thường nói. Vậy ngươi tiếp một quyền của ta đi. Chiêm Văn Bân vọt đến trước mặt Hạ Thiên, nặng nề đánh một quyền xuống ngực của hắn. Hạ Thiên không hề động đậy, Vân Đạm Phong khinh đứng nguyên tại chỗ. Bành! Không thể không nói, một quyền này đích thật đủ mạnh. Khi đánh vào người Hạ Thiên, thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cốt nổ tung. Lực đạo rất mạnh, thậm chí còn tạo thành một luồng cương phong, thổi những người đứng xem nhất thời không mở mắt được. Một quyền này cũng đủ phế bỏ ngươi rồi. Chiêm Văn Bân chậm rãi thu hồi nắm đấm, biểu hiện phách lối, ngươi cũng đừng cảm thấy không cam lòng. Bởi vì Chiêm Văn Bân ta đã không còn là phàm phu tục tử. Tường sắt thép gì cũng không ngăn được một quyền này của ta, chứ đừng nói chi loại gầy trơ xương như ngươi. Im miệng đi, ngươi đừng chém gió nữa. Hạ Thiên nhẹ nhàng vuốt ngực giống như đang phủi bụi, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, chẳng qua cũng chỉ là trình độ đánh nát hai miếng đậu hũ. Điều này sao có thể? Chiêm Văn Bân mở to mắt, khắp gương mặt chỉ toàn là biểu hiện khó tin. Vừa rồi rõ ràng ta nghe thấy có tiếng xương cốt đứt gãy mà. Đúng, điều này nói rõ lỗ tai của ngươi không bị điếc. Hạ Thiên mỉm cười trả lời. Sao, gương mặt Chiêm Văn Bân hiện lên biểu hiện kinh nghi. Hắn ta cúi đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy hai tay của mình bị gãy, ngón tay vặn vẹo theo nhiều hướng khác nhau, giống như chân gà, vì sao ta lại không cảm thấy đau. Hạ Thiên thuận miệng nói, ta đã nói rồi, ngươi đã là người chết sống lại. Làm sao có cảm giác đau chứ? Không thể nào, vị thần y kia rõ ràng đã chữa khỏi độc trên người ta, tại sao lại? Chiêm Văn Bân hiển nhiên cũng bất ngờ đối với tình huống này, đành phải quay sang nhìn lão giả Dâu Ria, Hàn y sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão giả Dâu Ria dứt khoát nói, Chiêm công tử, lời này ngươi phải đi hỏi phụ thân của ngươi chứ? Lão hủ cũng chỉ bị ông ấy kéo đi, cũng không quen biết với vị thần y kia. Vậy cha ta đâu rồi? Tại sao còn chưa thấy ông ấy đến đây? Vị thần y đó không phải thần côn chứ? Nếu như ta, sao? Chiêm Văn Bân có chút bực bội. Hắn ta không muốn biến thành quái vật, nhưng chưa đợi hắn ta oán giận xong, giữa những khớp xương hai tay của hắn ta tràn ra khí thể màu đen, tiếp theo xương cốt bị gãy rất nhanh khôi phục lại nguyên dạng. Chuyện này là sao nữa đây? Chiêm Văn Bân thấy hai tay của mình hoàn hảo không chút tổn hại. Không khỏi cuồng hỉ, tay của ta đã khôi phục lại như bình thường rồi. Lão giả Dâu Ria cười nói, chúc mừng Chiêm công tử, người đã có năng lực tự lành siêu tốc. Xem ra, sau này người chính là đệ nhất công tử trong nước. Ha ha ha, Chiêm Văn Bân cất tiếng cười to, đệ nhất công tử có tính là gì? Sau này ta chính là siêu nhân. Hạ Thiên lắc đầu nói, ngu ngốc, đừng cười nữa. Biến thành con rối cho người khác mà còn cao hứng đến như thế. Ha ha, ta thấy người đang ghen ghét ta thì có. Vốn Chiêm Văn Bân vẫn còn chút lo sợ, bây giờ thì hắn ta chẳng cần lo lắng bất cứ thứ gì, người quả thật có chút khí lực nhưng như vậy thì sao? Bây giờ bổn công tử có cơ thể bất tử, bị thương cũng rất nhanh khôi phục, chỉ sợ ngươi không làm được điều này. Loại năng lực đó chỉ như trò con nít, ta chẳng có hứng thú. Hạ Thiên nhếch miệng. Cũng chỉ có loại ngu ngốc như các ngươi mới xem nó là thần tích, còn đứng ở đây nổ banh xác. Hôm nay ta sẽ đánh bể đầu của ngươi, xem ngươi còn giả bộ như thế nào nữa. Chiêm Văn Bân siết chặt nắm đấm, bên ngoài nắm đấm bao phủ từng sợi hắc khí. Hạ Thiên vẫn hờ hững, tùy ý nói, nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ai chết còn chưa nhất định, Chiêm Văn Bân khinh thường chừng Hạ Thiên, không, người chết nhất định là sao? Lời còn chưa nói hết, Hạ Thiên đã xuất hiện trước mắt hắn ta. Tiếp theo,
một nắm đấm to bằng cái bát xuất hiện, còn không ngừng biến lớn trong tầm mắt. Chờ đến khi hắn ta có phản ứng thì đã quá muộn rồi. Mũi sụp xuống, vô số hắc khí tiến vào trong khí quản, khiến cho mặt của hắn ta trở nên vặn vẹo vì đau đớn. Tiếp theo, xương mặt đứt gãy. Phốc, Chiêm Văn Bân phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Giống như một đống bùn nhão ngã xuống đất không nhúc nhích. Qua vài giây, khí tức màu đen trong cơ thể Chiêm Văn Bân lại tiết ra, lan tràn khắp vết thương trên người. Một lát sau, máu tươi trở về, cốt nhục khôi phục. Còn tiếp tục sao? Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi tưởng ta là bài trí à? Nói xong, Hạ Thiên lấy ra ngân châm nhẹ nhàng bắn một cái, chui vào trong mi tâm của Chiêm Văn Bân. Phốc! Một âm thanh trầm thấp vang lên, giống như khí cầu bị đâm thủng. Hắc khí cuồn cuộn từ trong cơ thể Chiêm Văn Bân tràn ra ngoài, tiêu tán trống không. Nhưng luồng khói đen này chỉ có 2-3 giây là đã tràn ngập toàn bộ khách sạn. Trong ngoài khách sạn, đa số người đều ngã xuống đất ngất đi. Chỉ có người đứng trong phòng là tạm thời may mắn thoát khỏi. A! À, Chiêm Văn Bân không khỏi hét thảm, gân xanh nổi lên trên người, cơ thể từng chút một thu nhỏ lại, nhìn rất thê thảm. Chiêm công tử, Chiêm công tử, lão giả Dâu Ria bị dọa sợ, vội vàng chạy đến trước mặt Chiêm Văn Bân, dùng sức đẩy cơ thể của hắn ta, kết quả Chiêm Văn Bân không hề có phản ứng, khiến ông ta không thể tin được, không thể nào. Hắn ta rõ ràng đã bất tử, tại sao lại còn thua? Thua không phải rất bình thường sao? Hạ Thiên chậm rãi bước đến, cười nói, ta đã gặp qua rất nhiều loại người chết sống lại. Hắn ta thuộc loại cấp thấp nhất. Không thể nào, lão giả Dâu Ria khó tin nói, tuy nói cường độ của Chiêm công tử không đủ, nhưng nói thế nào cũng đã trải qua vị thần y kia tự mình cải tạo. Bên trong cơ thể có máu thiên nhân, tại sao lại bị loài ngươi như ngươi đánh bại? Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi đừng có lão thần y này lão thần y nọ nữa. Trên đời này chỉ có ta mới là thần y danh phủ kỳ thực, những người khác không xứng. Ha ha ha, tiểu nhi vô chi, ngươi đúng là dõng dạc. Ánh mắt lão giả Dâu Ria hiện lên sự khinh bỉ, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Học y quá 10 năm chưa mà tự xưng là thần y. Hạ Thiên tùy ý nói, ta chính là thần y, còn ngươi mới là tự xưng. Này, lão nhân ngươi cũng quá tự cao rồi, chính ngươi cũng dám tự xưng là thần y mà. Y thuật của anh rể ta còn mạnh hơn ngươi, xưng thần y có vấn đề gì đâu. Ninh Thụy Thần ở bên cạnh nói vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 168.